À, bây giờ giả định rằng á là coi như là nhóm nhóm Minh Hoài, bây giờ giả định rằng là cô với nhóm Minh Hoàng với lại những nhóm còn lại là những cái nhà đầu tư vào cái dự án các bạn trình bày, thì giả sử như khi mà các bạn trình bày xong á, thì theo các bạn là với góc độ là những nhà đầu tư thì các bạn có đầu tư vào cái dự án của bạn trình bày hay không? Thế nào, giờ cô xin mời cái nhóm Tiền Giang ạ. Nhóm Tiền Giang là công ty trách nhiệm hữu hạn Dừa Việt, có em là Lê Huy Hoàng xin trình bày báo cáo tài Rồi, chính của nhóm. rồi cô giới thiệu rồi. Bây giờ với tiền thuê mặt bằng công ty là 3 triệu, rồi tiền cơ sở vật chất cho 10 cửa hàng là 100 triệu, tiền trang thiết bị tổng cộng là 30 triệu, trong đó cửa cấp đông chiếm là 10 triệu, máy gọt vỏ là 5 triệu, máy đóng gói 5 triệu, kho chứa 5 triệu và chi phí khác là 5 triệu. Và chi phí cho nhân công thì gồm 15 nhân công, bao gồm cả tài xế, công ty mẹ, à, xin lỗi à, 13 nhân công thôi à. Thì công ty mẹ bảo vệ là một người, lương là 1,5 triệu, kho là hai người, lương là 2,5 triệu và thành tiền là 5 triệu, kế toán một người, lương 2,5 triệu, nhân viên chế biến 5 người, mỗi người lương 2,5 triệu, tổng cộng là 12,500 triệu, quản lý là 3 người, lương 3,5 triệu, tổng cộng là 10,500 triệu, tài xế là một người, lương là 2 triệu, tổng cộng của nhân công là 54 triệu và bao gồm 10 cửa hàng bán lẻ, trong đó quản lý là 2 người, lương là 2,5 triệu một người và nhân ra là 5 triệu, nhân viên bán hàng 10 người, mỗi người 1,5 triệu, nhân phần tiền là 15 triệu, chi phí nguyên vật liệu vừa là 5.000 một trái, nhân cho 21.000 trái là 105 triệu, chi phí vận chuyển là 5 triệu đồng, với ở công ty mẹ là 1 triệu, cửa hàng là 10 cửa hàng nhân cho 200.000 là 2 triệu, chi phí khác như là biển hiệu quảng cáo, chi phí thiết kế logo và marketing nhìn chung là 9 triệu đồng, tổng cộng chi phí là 309 triệu. Dự tính tháng đầu mỗi cửa hàng sẽ tiêu thụ một ngày là 70 trái, nhân cho 10 cửa hàng là 700 trái và cả tháng tiêu thụ là 21.000 trái. Với giá bán là 15.000 đồng một trái thì doanh thu sẽ là 21.000 nhân cho 15.000 đồng, đó là 315.000 đồng. Trong đó mình 315 triệu. 315 triệu. Rồi với tổng chi phí là 319 triệu ở trên thì trừ cho 200 triệu cố định bên dưới là vốn cố định ban đầu sẽ là 109 triệu đồng. Sau đó mình lấy doanh thu là 315 triệu trừ cho 109 triệu đồng này sẽ là 196 triệu để làm vốn quay vòng. Xin hết thưa cô. Vậy em tính ra cái điểm hòa vốn bao nhiêu thời gian, bao lâu thì hòa vốn? Hay là ngay từ tháng đầu em đã có lời rồi? Đã thưa cô, theo theo như cái bảng tính lợi nhuận á là ngay từ tháng đầu em đã có lời là khoảng 6 triệu đồng rồi ạ. Mà khoảng từ 20 tới 25 ngày là tụi em đã hòa vốn rồi. Vậy vốn đầu tư cho cái doanh nghiệp mình là bao nhiêu? Dạ, vốn đầu tư cố định ban đầu là 200 triệu ạ. Trong cái tháng thứ hai là mình lời được bao nhiêu vậy anh Hoàng? Cái đó thì giờ em chưa có tính nè, cô đợi em khoảng 5 phút để em tính lại. Rồi xin mời bạn ở nhóm Linh Hoàng. Dạ thưa cô, xin đại diện cho nhóm Linh Hòa xin trình bày cái kế hoạch tài chính của công ty Mối Iốt Diêm Hòa. À, thưa cô, với vốn đầu tư ban đầu là 900 triệu đồng thì trong trong đó thì vốn từ vốn đóng góp là 60% là tương ứng với 540 triệu và vốn vay ngân hàng của công ty là 40% tương ứng với 360 triệu đồng. Thì các chi phí cụ thể như sau. Đối với thứ nhất là về chi phí thuê mặt bằng thì là 5 triệu đồng một tháng. Rồi chi phí xây dựng nhà xưởng, chi phí xây dựng nhà xưởng, nhà kho, văn phòng làm việc là 1 tỷ. Tiền thứ hai sẽ trả trong vòng 10 năm. Về kế hoạch nhân sự thì ở công ty này có như sau. Thì bộ phận nhân sự thì gồm 10 người trực tiếp sản xuất. Trong đó thì với mức lương trả 2 triệu 2 một tháng một người. Và 2 người quản lý phân xưởng, quản lý trực tiếp phân xưởng thì với mức lương trả là 4 triệu 3 triệu đồng một người tương ứng với 6 triệu đồng đối với 2 người. Chi phí bán hàng bao gồm
người. 5 người thì với chi phí là 8 triệu đồng cho 5 người bán hàng này. Chi phí quản lý doanh nghiệp gồm 3 người, bộ phận quản lý doanh nghiệp gồm 3 người thì với mức lương là 10 triệu đồng cho 3 người. Về chi phí sản xuất cụ thể như sau. Chi phí nhân công trực tiếp 44 triệu đồng một tháng. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp khoảng 300 triệu đồng, tương ứng với 450 tấn sản phẩm sản xuất trong một tháng. Chi phí sản xuất chung là 60 triệu. Thì tổng chi phí theo kế hoạch là 360 triệu đồng trong một tháng. Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí quảng cáo thì tương ứng với mức là 250 triệu đồng. Chi phí vận chuyển 112 triệu. Tụi em chỉ tính là đây là tính theo một tháng sản xuất. Thì trong một tháng sản xuất là trong một tháng dự kiến là tiêu thụ 450 tấn sản phẩm. Ở 2 tháng tiếp kế tiếp đó cô. 2 tháng kế tiếp thì giả sử như là cái doanh số nó vẫn ổn định như tháng đầu thì cái chi phí là 114 triệu. Còn doanh thu trừ cái chi phí mua nguyên vật liệu và lương và cái chi phí cố định ra thì em còn lại là 198 triệu cộng với cái doanh thu tháng 1 196 triệu là tổng cộng 394 triệu. Rồi sau một năm thì doanh số tăng 5%. 5% nhưng giá vẫn ổn định thì lương là 680 triệu 400 ngàn, còn tiền nguyên vật liệu là 1 tỷ 323 triệu, tiền thưởng cho nhân viên là đối với nhân viên là công nhân thì một năm là 5 triệu, còn năm quản lý là một năm là 10 triệu, tổng chi là 150 triệu. Rồi chi phí trong 12 tháng là 684 triệu. Tổng cộng là thu sau khi mà trừ các chi phí và trừ cái phí quảng bá thương hiệu và chi phí quan hệ hội họp là 700 triệu thì em còn lại là 1 tỷ 242 triệu. Kế hoạch phát triển sau 3 năm là em sẽ khuếch trương rộng cái chuỗi bán lẻ ra địa bàn rộng hơn. Rồi mở các đại lý, rồi tăng thêm máy móc và tuyển nhân viên đào tạo bên quảng bá thương hiệu marketing. Xin hết. Cảm ơn Hương đã có cái phần trình bày ấy, Hương ạ. Thế cũng thêm vô cái phần là về cái quy mô thị trường và cái phần đánh giá thị trường cũng như cái đối thủ cạnh tranh tại cái địa bàn Tiền Giang của chúng ta đó mà. Dạ, cái phần đó em cũng chuẩn bị, em xin nhường lại cho bạn Hòa. Rồi, xin mời anh Hoàng. Các như bạn khác, các nhóm khác chúng ta nghe và chúng ta có phản biện nha. Dạ, theo em phân tích thì bây giờ vườn dứa ngay tại các tỉnh miền Tây là một cái sản phẩm mới. Hiện tại trên địa bàn thì chỉ có các hộ kinh doanh nhỏ lẻ và chưa có một cung cấp ổn định cho người tiêu dùng. Và xu hướng ngày nay á thì khi mà Việt Nam chúng ta gia nhập WTO, ký áp lực công việc thì mọi người cần một sức khỏe tốt. Từ đó họ chọn những thức ăn và thức uống mang tính mát và bổ dưỡng từ thiên nhiên. Dĩ nhiên là không có chất bảo quản. Do đó thì dừa, đặc biệt là dừa dứa sẽ là một trong những thức uống từ thiên nhiên đem đến sức khỏe và nguồn sáng tạo mới cho mọi người. Và để đáp ứng cho phân khúc thị trường, dừa dứa sẽ đáp ứng cho phân khúc thị trường là doanh nhân năng động, nhưng còn sức khỏe tốt và bệnh nhân đang bệnh là chủ yếu. Hiện nay thì trước mắt là đang tập trung vào hai thị trường bán lẻ là dân địa phương và du khách. Tuy nhiên thì công ty đã có tham vọng là mở rộng ra thị trường cho bên nhà hàng và cửa hàng thực phẩm, cơ quan mà đặc biệt là các hệ thống chuỗi siêu thị của Co-op. Xin hết ạ. Bây giờ cô cảm ơn Hoàng với lại Hương đã đại diện cho nhóm trình bày về cái kế hoạch kinh doanh của nhóm mình. Cô có một cái ý kiến như thế này. Cái điều gì á, coi như là vuốt, bây giờ tôi vẫn muốn đi lại một cái câu hỏi là cái giá trị cốt lõi của cái giá trị cốt lõi của cái sản phẩm của mình là cái gì. Cái thứ hai, ví dụ như bây giờ cô là người ở Tiền Giang,
sau khi cô nghe nhóm Hoàng trình bày. Tại sao cô như là bây giờ ví dụ như cô, ví dụ bản thân cô mà cô đứng ra cô đầu tư, cô làm á, cô vận hành chẳng hạn, cô ví dụ như thế, thì so với cái nhóm của em có cái gì khác biệt không? Nếu mà ví dụ như dưới cái góc độ, đứng cái góc độ là kinh doanh đi, thì các cái nhóm khác, ví dụ một cái nhóm khác của cái Tiền Giang chúng ta cũng có cái suy nghĩ như vậy, nhưng mà tại sao người ta lại không làm, mà tại sao mình có thể làm gì, cái nghĩa là cái điều gì, cái điều khác biệt gì dẫn đến coi như là em có một cái niềm tin rằng là chắc chắn cái dự án của các em sẽ thành công. Và ví dụ như bản thân cô, tại cô cũng biết tại sao cô không làm được mà nhóm các em lại làm được. Cô ví dụ như thế. À, đó là ý tưởng tiên phong của nhóm em, tại vì sau khi phát hiện cái hương vị mà thơm ngọt của dừa dứa, chúng em mới chợt mà phát minh ra cái sáng kiến của mình là mở công ty về dừa dứa. Rồi bắt đầu mình nghiên cứu cái quá trình mà trồng dừa sao cho cái dừa đảm bảo chất lượng, có mùi dứa, tại vì có những cái nơi bán cũng nói là dừa dứa nhưng mà khi mà uống thì không có hương vị dứa cô. Cho nên chúng em sẽ đầu tư cho một khu đất rộng đặng mà mình bao tiêu sản phẩm đảm bảo chất lượng dừa dứa, thì em nghĩ cái nguồn cung cấp là ổn định và sẵn có, như vậy thì mình sẽ đảm bảo được lâu dài. Còn những cái công ty khác thì nếu mà họ đầu tư vào thì họ sẽ tốn thời gian đầu tư chi phí ban đầu, rồi cái nguồn nguyên liệu họ không có đảm bảo, thì tốn một thời gian đầu tư thì em nghĩ thì mình sẽ vượt trội hơn họ. Tôi ơi, ví dụ như giả định như rằng là cô cũng đầu tư như Hương vậy đó, thì đúng không, cô ở ngay cái địa bàn của Thế Sơn của ta, cũng như là ở ngay cái địa bàn Tiền Giang của ta, thì cô cũng đầu tư. À, thì cô cũng nghĩ rằng là cô cũng sẽ đầu tư vào một cái khu là trồng dừa dứa vậy đó, giống như là đối thủ cạnh tranh của Hương vậy đó. Thì làm thế nào để mình có thể rằng là mình khẳng định được rằng là cái dự án của mình sẽ vượt trội so với cái dự án của cô hoặc là của cái nhóm khác nè? Dạ, tại vì mình là người tiên phong thì tất nhiên mà mình sẽ bảo đảm cái chất lượng, làm sao cho cái thương hiệu của mình nó đi vào đầu người, đi vào lòng người một cách là luôn luôn là, nếu mà nghĩ tới những cái sức khỏe hoặc là cái những gì mà từ thiên nhiên tươi mát thì sẽ nghĩ tới cái công ty dược Việt, cho nên em sẽ nghĩ nó ổn định trong lòng người. Còn những cái công ty khác nếu mà đến sau thì cái thương hiệu nếu mà muốn định vị cũng phải tốn một khoảng thời gian, cho nên em nghĩ là em sẽ thắng trong cái việc kinh doanh này. Dạ, cô cảm ơn Hương. À, và cô cũng muốn chia sẻ thêm là như thế này nè, có thể là mình có những cái đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn luôn à, chứ cô chưa chắc là Hương ra đời cái sản phẩm của mình, thì tự nhiên là rõ ràng là khi mình đánh giá về cái đối thủ cạnh tranh đó, ngoài những cái đối thủ cạnh tranh hiện có, nó còn có những cái đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn. Ví dụ làm thế nào mà Hương có thể biết được rằng là cô sẽ ra sao Hương, đúng không ạ? Có nghĩa là hiện tại ví dụ như cái địa bàn của Thế Sơn chúng ta chưa có một cái công ty nào có nghĩa là gần như là đầu tư một cách rất là bài bản về cái dừa dứa của ta, đúng không ạ? Đó có nghĩa là mình, cái đối thủ cạnh tranh mình cũng đa số là những cái, đa phần là những cái người bán lẻ thôi. Nhưng mà ví dụ như là bên cạnh đó thì có thể chúng ta cũng chưa biết được những cái đối thủ tiềm ẩn, bởi chúng ta phải giả định mà, đúng không Hương? Cho nên trong cái thị trường mà, thì coi như là có thể rằng là nhiều lúc khi Hương ra đời cái sản phẩm coi như là dừa dứa thì cũng có những cái công ty tiềm ẩn nó ra đời một cùng một lượt với Hương và nó cũng cạnh tranh với mình. Chính vì lý do đó thì cái trăn trở của mình là bây giờ làm sao để mà mình có một cái giá trị, nếu mà cũng nói là cái công ty mình ra đời nó có cái giá trị cốt lõi cũng như cái điểm khác biệt, đặc biệt là nó khác biệt so với những cái đối thủ, cho dù anh có ra đời một lượt hoặc là anh có ra đời cũng như là trước tôi ra sau anh một tháng, tôi vẫn có cái giá trị cốt lõi đó, là coi như là cái điều đó là giúp cho cái dự án của tôi là nó có những cái nhân tố thành công. Thì muốn chia sẻ thêm với Hương cái yếu tố đó, với nhóm cái yếu tố đó. Dạ. Như thế này nè Hương, như thế này nè, cô muốn chia sẻ thêm cái ví dụ như là bây giờ cái điểm khác biệt của mình đó Hương ạ. Thì cái này mình bổ sung ra cho các bạn có cái thêm cái hướng để mình suy nghĩ thêm thôi. Có nghĩa là như vậy nè, ví dụ như bây giờ Hương á,
cùng với lại cái nhóm đầu tư vào cái dự án dừa dứa của ta, đúng không ạ? Thì trong cái những cái nhà đầu tư vào cái dự án kinh doanh này này thì có những cái các bạn là gia đình á, gần như có nguyên một cái khu, nếu không muốn nói là cái khu mà trồng dừa dứa như thế này nè. Chính vì lý do đó, thí dụ như khi mà các bạn chia sẻ với nhau về cái kế hoạch kinh doanh này á, thì giống như chúng ta đánh giá được cái nguồn lực đầu vào của mình á, Hoàng ạ. Khi mà chúng ta đánh giá được cái nguồn lực đầu vào của chúng ta là chúng ta, hoặc là các bạn có được những cái khu đất mà coi như là đã trồng dừa dứa rồi trong cái nhóm đầu tư của chúng ta, và hoặc là các bạn coi như là có những cái, nếu mà không nói là một cái mạng lưới coi như là liên kết với cái người nông dân trồng dừa dứa tại cái địa bàn của Tiền Giang của chúng ta, thì mà bạn có thể có một cái niềm tin khẳng định rằng là khi các bạn đầu tư vào, gần như là đây là những cái quan hệ mà những cái nhà cạnh tranh khác khi đặt vấn đề với những cái người nông dân này là hầu như là các người nông dân này là coi như đã gắn kết rất chặt chẽ với chúng ta. Hương với Hoàng với nhóm nắm được ý của mình nói không ạ? Thì nếu như vậy thì gần như là cái nguồn lực đầu vào của chúng ta đó, thì khi mà các bạn xác định đó, rõ ràng đây là cái cơ hội kinh doanh, có cơ hội kinh doanh, mà các bạn ví dụ có thể nhóm khác cũng nắm bắt được cái cơ hội đó. Nhưng mà cái điều khác ở chỗ là nhóm chúng ta đã chuẩn bị được cái nguồn lực đầu vào đó, có nghĩa là chúng ta sẵn sàng, sẵn sàng. Khi mà đi ra kinh doanh thì gần như là chúng ta chuẩn bị sẵn sàng hết cái nguồn lực đầu vào của chúng ta, là từ cái việc mà nếu không nói là tổ chức thu mua ha, cũng như là quy hoạch, coi như là mình hợp tác với người nông dân để mình quy hoạch những cái khu đất để mình trồng cái loại dừa dứa đó ha. Rồi trên cơ sở đó, coi như là mình gần như mình đảm bảo được cái tính chất ổn định của cái đầu vào của mình rồi đó, thì qua cái quá trình xử lý thì đầu ra của chúng ta sẽ tốt hơn. Qua một cái quá trình xử lý hiệu quả thì chúng ta sẽ có cái năng suất cũng như là cái hiệu quả kinh doanh của chúng ta. Cho nên cái điều mà cốt lõi cô cũng muốn chia sẻ với nhóm mình ở đây là chúng ta cần phải xác định được cái nguyên liệu, vật liệu đầu vào. Mà chúng ta không thể nói, đương nhiên là chúng ta nói là các bạn nói rằng là các bạn sẽ quy hoạch vùng đó vân vân vân, nhưng mà nó sẽ được đưa vô, nó được đưa vào cái kế hoạch của mình, chuẩn bị cái nguồn lực vật lực giống như là chúng ta ready và coi như là sẵn sàng rồi đó, là coi như là chúng ta thực hiện cái kế hoạch kinh doanh của mình theo từng giai đoạn, đúng không ạ? Cho nên cô vẫn muốn quay trở về cái vấn đề về cái quy mô thị trường và cái phân tích cái thị trường cũng như là các đối thủ cạnh tranh, kể cả những cái đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn của chúng ta nữa, đúng không ạ? Còn về cái nhóm mình có nghe mà, còn về cái dự báo tài chính á, thì một chút xíu nữa thì cô cũng sẽ chia sẻ thêm với nhóm các em về một số cái tiêu chí để mà khi mà chúng ta lên một cái bảng ngân sách về tài chính thì chúng ta sẽ bổ sung thêm một số những cái chi phí ẩn nữa, chi phí hả nào, để trên cơ sở đó chúng ta có được một cái bảng dự báo về tài chính nó sát với cái thực tế hơn các bạn ạ, đúng không? Ta sẽ bổ sung thêm thôi. Thì cái việc này là vì thời gian mình cũng hạn chế mà, cho nên trong một cái thời gian hạn chế thì chúng ta đã nỗ lực để mà chúng ta có thể đưa ra tương đối một cái bản kế hoạch kinh doanh nó gồm những cái thành phần và coi như là không thể thiếu được trong cái bản kế hoạch kinh doanh, để trên cơ sở đó để chúng ta cùng cái chia sẻ thêm về cái mặt nguồn lực, rồi cũng như tài chính, cũng như về marketing của chúng ta. Nhưng về chi nghe cái chi phí R&D nè, nhưng cho ta chi phí R&D là chi phí đầu tư và phát triển đó. Thì rõ ràng chúng ta phải đầu tư vào những cái khu đất nào nè, rồi chúng ta phải nghiên cứu cái xu hướng phát triển, rồi cái nghĩa là cái quy hoạch của những cái vùng tại địa bàn Tiền Giang của chúng ta nữa, đúng không? Nếu chúng ta phải dựa vào cái quy hoạch tổng thể chung của cái tỉnh, nó nằm trong cái tổng, tất nhiên là cái tỉnh nó nằm trong cái tổng thể chung nữa, đúng không? Cho nên ở đây cũng muốn chia sẻ với các bạn thêm là để chúng ta có thể xác định được cái giá trị cốt lõi, cái giá trị khác biệt mà khi chúng ta ra là đều coi như là xác định được cái nhân tố thành công của cái kế hoạch kinh doanh của chúng ta, đảm bảo cái tính khả thi nó cao hơn. Còn dự báo về tài chính thì tất nhiên là trong cái quá trình đó chúng ta học thì chúng ta sẽ bổ sung thêm để chúng ta tiến đến một cái chuyện là gần như những cái con số chúng ta đưa ra là nó sát với cái thực tế, với cái coi như là để đảm bảo cái tính khả thi của dự án ha. Thì mình muốn chia sẻ thêm với nhóm của mình á.
Cô em có ý kiến cái phần mà bên Tiền Giang cái dừa dứa cái vùng cái nguyên liệu á, mà cái bên cái công ty đó mình thành lập mà có cái khoản tài chính mình có 200 triệu mà nói là mình đầu tư lúc ấy bữa hôm rồi đó là 200 triệu mà mình đầu tư vô cái vùng nguyên liệu đó thì nó không hợp lý. Cô cái đó thôi xem xét lại cái phần đó. Rồi. Tại vì cái phần nguyên liệu đầu của cái sản phẩm đó mà phụ thuộc vô từng vùng, cái đó cái vùng đặc trưng, cái đó mà nó là đặc sản thì nó chỉ có một vùng một, mà cái vùng nguyên liệu đó thì coi như là rất là đắt đỏ chứ không phải là như là cái dạng thông thường. Mà mình nói là bên công ty nó là đầu tư vô đầu tư đó thì không phải nó, cái đó là không đúng. Cái đó mà chỉ hỗ trợ coi như là nông dân, đây là cái khâu khoa học kỹ thuật sản xuất để tạo ra nhiều sản phẩm đó cho mình, coi là cái là liên kết với nông dân, mình bán buôn mới được, mà coi mình thu mua sản phẩm để mình phân phối thì mới đúng. Dạ đó, em dạ em xin cảm ơn cái lời chia sẻ của anh ở Trà Vinh ạ. À, tại vì lúc đầu là công ty của em là tính là bao tiêu sản phẩm cho một khu sẵn có, cho nên mà sau khi mà mình phát triển một năm thì mình sẽ quay đường vốn là mình đi đầu tư tiếp, là mình sẽ quy hoạch những cái vùng đất của gia đình như là cô đã góp ý cho chúng em ạ. Rồi mình sẽ phát triển lâu dài, tại vì lúc đầu là trên cơ sở sẵn có những cái đặc sản của mình mới làm thôi ạ. À. Dạ xin hả. Alo. Mình cũng có vài cái ý kiến góp cho cái dự án của các bạn, mình mong sau nó sẽ thành công. Trước hết thì mình chúc mừng cái dự án này là một trong cái dự án mà mình nghĩ rằng có tiềm vọng, rất có tiềm vọng trong tương lai, bởi vì sản phẩm của các bạn là sản phẩm có thiên nhiên, nó mang lại gần gũi và giá trị sức khỏe rất là cao. Như cái sản phẩm của tập đoàn Tân Hiệp Phát là tập đoàn mà sản xuất ra cái trà xanh, bây giờ trà xanh chiếm 60% thị trường nước giải khát ở Việt Nam đấy. Thì mình nghĩ cái này là nó rất là hay, nhưng mà các bạn làm phân tích cái rủi ro trong thị trường này, mình nghĩ rằng nó thiếu nhiều thông tin quá. Chẳng hạn như khi là các bạn vào, mình có nghĩ rằng khi các bạn mà đã làm ăn lên thì tất nhiên nhiều người ta sẽ nghĩ tới lĩnh vực đầu tư này, và người ta có một cái tiềm lực kinh tế có thể nói là rất là mạnh, có thể mua hẳn được một cái công ty của bạn luôn đấy. Khi đó thì cái nguyên vật liệu của bạn để làm ra cái sản phẩm này, người ta có thể mua với giá cao hơn mà người ta bán là với giá thấp, thì bạn vẫn có thể bị thua trong cái cuộc đua này. Cho nên là mình nghĩ rằng cái nguyên vật liệu á, các bạn chỉ hỗ trợ được về, như ý kiến bên mình là chỉ hỗ trợ kỹ thuật thôi, chứ chưa có một công ty nào mà có thể bao nguyên cái vùng nguyên vật liệu từ cái đầu vào cho cái đầu ra đâu. Bởi vì như vậy là chi phí nó cao, người ta công ty chỉ làm ăn được một cái phân đoạn nào đó thôi. Ví dụ như là từ công ty lớn thì sản xuất ra thị trường người ta đâu phải là đem sản phẩm ra đâu, đó là có một cái công ty chuyên phân phối riêng. Các bạn hiểu không? Dạ dạ, ở đây em cũng là cảm ơn anh, tại vì chúng em là mới có học học kỳ 3 cho nên cũng có lẽ rất là còn nhiều lỗ hổng trong cái việc chi phí rủi ro hoặc là cái kiến thức về xây dựng công ty. Nhưng mà em nghĩ với sự góp ý của cô và các bạn thì chúng em sẽ thành đạt ạ. Dạ. Và nếu khi nào mà các bạn làm cái dự án này thì nhớ phone cho mình sẽ tham gia. Mình nghĩ đây là cái dự án có tiềm năng đấy. Dạ, mà nếu có điều kiện ghé Tiền Giang thì xin mời các anh có thể ghé qua khu du lịch để lúc đó mình uống, góp ý cho chúng em ạ. Lúc đó mình uống một trái dừa dứa không tính tiền là được rồi. Rồi, dạ, chào bạn. Rồi, cảm ơn những cái góp ý rất là chân tình của, coi như là xác thực của Trà Vinh của chúng ta. Rồi bây giờ mình muốn lắng nghe thêm cái nhóm Trà Vinh nè. Cô và các bạn ở Tiền Giang lắng nghe cái bản lập kế hoạch kinh doanh của bên Trà Vinh này, đóng góp cho bên Trà Vinh cái bản dự án này ha. Rồi, mình đang nghe đây.
Dạ, thưa cô, mà hôm qua là cái của bạn Tường Vi á là hình thành là cái công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại mà sản xuất nước tinh khiết đó cô, Hoàng Mỹ đó cô. Rồi. Nhưng mà em thì cũng cùng chung trong nhóm, nhưng mà em có một cái ý tưởng khác, em xin cái thành lập một cái doanh nghiệp tư nhân mà là cái nhà phân phối sữa của Vinamilk á cô. Rồi rồi mình nghe, các bạn cứ tiếp tục đi. Cái doanh nghiệp tư nhân của em tên là Thuận Hưng, là cái nhà phân phối sữa của Vinamilk, gồm các loại sữa, sữa tươi và sữa bột và sữa đặc, cung cấp chủ yếu là các đại lý và các cái nhà bán lẻ trong cái toàn tỉnh, với cái tỷ lệ góp vốn là 5 người mà mỗi người là 200 triệu và tổng số vốn là 2 tỷ 1 tỷ. À, mình xin lỗi em tên gì nhỉ? Dạ em tên Thuận ạ. À. À, chào Thuận, Thuận ơi Thuận. Thuận cho mình dạ. Hỏi cái là ý là bạn muốn thành lập một cái nhà phân, có nghĩa là cái một cái công ty là chuyên phân phối sữa Vinamilk Thuận Hưng, dạ. Hay là mình chỉ phân phối sữa Vinamilk thôi? Dạ, bởi vì cũng như là mình là gần như là độc quyền đó cô. Độc quyền tại vì nếu mà cái nhà phân phối sữa Vinamilk á thì một tỉnh nó chỉ phân phối một người thôi. Rồi. Là một người chịu đầu mối, nhưng mà cái như là một cái người đang phân phối thì nó là không đạt được yêu cầu như là nhà Vinamilk quy định, rồi tìm một cái đối tác khác để mà ấy. Thì mình khi trước khi đó thì em tính là em tham khảo để mình có thể là mình sẽ được trở thành mình sẽ trở thành cái nhà phân phối sữa độc quyền Vinamilk tại cái tỉnh trà Vinh của mình cái gì. Ý của em là như vậy, tại mỗi tỉnh là chỉ có một cái nó chỉ định là một cái giống như là đấu thầu ra cho chọn một cái nhà phân phối thôi đúng không? Thì ở đây nếu mà như vậy á thì như vậy chia sẻ chút xíu thôi, nhưng mà bạn cũng có thể tiếp tục cái phần trình bày của mình như vậy nè. Nếu mà trong trường hợp mình coi như là trở thành một cái nhà phân phối sữa của Vinamilk á, thì chắc hẳn rằng á là mình sẽ, nếu không muốn nói rằng là mình sẽ đáp ứng những cái, tất cả những cái yêu cầu mà gần như được đưa ra bởi Vinamilk. Có đúng như thế mà. Cho nên nếu như vậy thì toàn bộ cái, nếu không muốn nói rằng là cái tổ chức mà cái kênh phân phối như thế nào để đáp ứng được yêu cầu là do cái công ty Thuận Hưng của bạn, đúng không? Nhưng mà cái chỉ tiêu mà được đặt ra cũng như những cái tiêu chí được đặt ra đó là do Vinamilk quy định, chứ gần như là các bạn là chỉ được, nếu không muốn nói là cái quyền của mình á, chỉ được gần như là trong cái phạm vi mà coi như là theo những cái điều khoản để trở thành phân phẩm nhà phân phối sữa của Vinamilk á, thì mình theo cái tiêu chí của Vinamilk đúng không? Đấy, cho nên ví dụ nếu mà trong trường hợp này thì gần như là chúng ta sẽ xây dựng một cái kế hoạch để mình tổ chức cái kênh phân phối như thế nào đó để mình đạt được cái mục tiêu mà Vinamilk. Thì ở một cái góc độ nào đó thì tôi vẫn chia sẻ rằng là chúng ta cũng có thể tiếp tục cái nghĩa là cái dự án này, nhưng mà rõ ràng là ở đây chúng ta sẽ đứng với cái góc độ là chúng ta chỉ tập trung vào cái mảng là chúng ta phân phối thôi. Đúng không ạ? Rồi vậy xin mời nhóm, tại mình muốn làm rõ như vậy để cho các bạn nắm rất là rõ cái mục tiêu của mình, để cũng như là các bạn khác trong nhóm khác. Rồi tôi mời Thuận trình bày tiếp. Với cái mức cái nhân sự trong cái doanh nghiệp của em á là gồm là một quản lý và ba kế toán, hai tài xế, 8 nhân viên bán hàng, 6 bốc xếp, với tổng cái số lương đó là 34.100.000 hàng tháng. Còn cái giấy để mình xin được là quyền mở cái kinh doanh đó cô là 50.000 bản sao hợp lệ, tổng số mà để đăng ký rồi hết là 80.000, bảo hiểm em chích hàng tháng đó là 5.797.000. Cái đại lý của em á, nếu mà mở mới ra là em cũng thực hiện theo cái chế độ á, là cái khuyến mãi á cô, là tự nhiên nếu mà tại đại lý của em á, nếu là đại lý á, là em sẽ giảm là 3% trên tổng số sản phẩm. Và cái hỗ trợ, cái phần hỗ trợ mà trưng bày kệ trưng hoa hồng á, là 2% trên tổng sản phẩm của cho các cửa hàng á cô. Cái tổng cái số mà địa điểm kinh doanh á, cái chi tiết về cái địa điểm kinh doanh đó là mặt bằng của em á, là em sẽ thuê với cái giá là 5 triệu đồng
mặt bằng là cái nhà xưởng đã có sẵn hết luôn. Rồi cái em sẽ là tặng khuyến mãi là phát cái chương trình mà khuyến mãi quảng cáo xúc tiến của em, đó là em sẽ phát cái tờ rơi trên 2.000 tờ rơi là trị giá là 1.000.000 đồng. Cái tài sản vận chuyển của em á, em sẽ mua một xe tải là 3,5 tấn và một xe là 1,5 tấn, xe 3,5 tấn là 175 triệu, 1,5 tấn 85 triệu và 6 xe Honda, mỗi chiếc xe Honda 7 triệu, tổng số xe vận chuyển của em là 302 triệu. Cái trang thiết bị văn phòng của em là có một cái máy lạnh để giữ lạnh cho sữa chua và 4 nhà máy vi tính, tổng cái bàn ghế quạt máy phát là 54.740.000. Cái tài sản, tổng tài sản khấu hao của em á, em trích cho một năm á là 41.148.000. Cái xe tải em khấu hao là 10 năm. Cái trang thiết bị văn phòng em khấu hao là 5 năm. Vậy là cái hàng tháng em sẽ khấu hao là 3.429.000. Cái doanh số bán của em dự tính vào một cái tháng đầu đó là bán được là 926.850.000. Cái em tính ra cái giá thị trường để mà em bán theo mà Vinamilk quy định luôn á là em bán được vốn là 926.850.000, em bán được là em khi em bán từ tổng số em tính lên cái hàng bán ra cô là 1.067.000, 1.067.400.000 đồng. Cái em khi mà em lấy cái tổng doanh số bán ra em trừ cho hết cái chi phí, tất cả các chi phí là chi phí gồm có chi phí là lương cho chủ doanh nghiệp, tiền thuê nhà, marketing, tiền điện, cước điện thoại, sửa chữa, khấu hao, với giấy phép kinh doanh, và cái mặt hàng mua đầu vào á, cái vốn mua đầu vào luôn là tổng số chi phí của em là tổng số chi phí em lên là 1.198.000. Cái thuế giá trị do em tích lãi trước thuế á, là được 67.000.000 là 202.000. Thuế giá trị gia tăng là 10%, như vậy là lãi ròng mà em ước tính á cô là 60.482.000. Em chia lợi nhuận cho mỗi người á là 10.000.000 một tháng, lợi nhuận em giữ lại là 10.482.000. Dạ em xin trình bày xong ạ. À, rất là cảm ơn Thuận. À, bây giờ trước khi mình có ý kiến thì mình muốn lắng nghe ý kiến của các nhóm khác đối với cái dự án cái kế hoạch kinh doanh nhà phân phối sữa Vinamilk Thuận Hưng. Mời các nhóm khác chúng ta có ý kiến. Alo, chị Giang xin nói ạ. Dạ. Tôi xin có ý kiến nhỏ với các bạn ở tại Vinh Vinh nè. Cái khấu hao hai chiếc xe của bạn là 10 năm á. Bạn dạ. Bạn xin cho biết lại là khấu hao 10 năm là bạn mua xe mới hay là mua xe cũ ạ? Dạ em mua xe mới anh. Rồi, xe hơi xe tải là khấu hao 15 năm. Nhưng mà cái quá trình mình sử dụng từ năm thứ nhất cho tới năm thứ 15 là nó không phải là nó hư một lần ạ. Nó sẽ hư làm nhiều lần. Là những cái hao chi tiết bạn chưa liệt kê, những cái chi tiết đó có thể gộp lại làm cái tổng cái chi phí cái hàng ra của bạn sẽ nâng cao bạn, nhờ bạn tính kỹ lại. Dạ anh, em hồi nãy em giới thiệu cái phần mà em tính cái chi phí anh là em chưa có nói chi tiết, nhưng mà nếu mà phải được trình bày ở trên cái bảng là em đã có đưa vào cái chi phí sửa chữa nằm trong cái chi phí hết ha. Sửa chữa là em đã tích hàng tháng luôn, là cái em có cái phần là chi phí sửa chữa riêng đó anh. Dạ cũng như là cái phần mà em đọc là cái phi phần mà chi phí của em. Dạ em cái phần mà chỗ mà kế hoạch doanh thu và chi phí á, cái doanh thu tổng của em á là 1.067.400
nào mà cái lương chủ doanh nghiệp nè, em gồm có lương chủ doanh nghiệp là em tính luôn, em đọc chi tiết cho anh nghe luôn ha. Lương chủ doanh nghiệp 3,5 triệu, tiền thuê nhà đất 5 triệu, marketing 2,7 triệu, tiền điện 700, cước phí điện thoại 1 triệu, chi phí sửa chữa và bảo trì 1 triệu, khấu hao 3 triệu, 3,429,000, giấy phép kinh doanh nguyên vật liệu của em nhập vào là 926,850,000, và xăng của em là 19,339,000. Cũng như là trong cái mảng của em là em có tính chi tiết, bởi vậy là khi em đọc lên là cũng như em đọc là đọc tổng quát thôi, vì em sợ là đọc dài quá. Bởi vậy là cái sửa chữa, phần sửa chữa em cũng có sửa chữa riêng rồi anh, rồi khấu hao riêng nữa. Dạ. Cái phần khấu hao bạn 3 triệu thì chấp nhận được, nhưng mà cái phần chi phí sửa chữa cho hai chiếc xe trong vòng 1 tháng 1 triệu thì nó hơi bị ít các bạn. Tôi kiểm tra lại. Em biết là ít, nhưng mà cũng có thể là xe em xe mới đó, cũng như 1 tháng 2 tháng nó cũng không có hư nữa anh, đúng không? Dạ. Dạ, ok, cũng... tạm chấp nhận đi nha. Cảm ơn bạn nhiều ạ. Dạ. Dạ. Dạ, đó là em tính bố đầu. Dạ, em cảm ơn anh ha, chân thành cảm ơn anh ha. Dạ. Cảm ơn cái phần chia sẻ và trình bày của các bạn. Thì các bạn có nghe mình nói không ạ? Thì như thế này nè. Các nhóm khác thì giả định như rằng là bây giờ các bạn coi như là đang đưa ra một cái kế hoạch phân phối sữa Vinamilk để mà coi như là các bạn thuyết phục những cái nhà coi như là quản trị và điều hành của Vinamilk á, coi như là giao cái đơn vị phân phối sữa Vinamilk cho cái đơn vị của bạn, đúng không? Đó. Dạ, đúng thì đấy, dạ. Đó là lý do vì sao mà mình muốn cho các nhóm khác á, coi như là phản biện và đưa ra những cái nhân tố mà có thể thuyết phục hơn, để rồi thay vì giao cho cái Thuận Hưng của bạn thì sẽ giao cho một đơn vị nào khác chẳng hạn, đúng không ạ? Thì ở đây á, mình muốn chia sẻ rằng thứ nhất là cái chỉ tiêu á, có nghĩa là nếu mà nói cái doanh thu á, là như là mục tiêu á, chỉ tiêu là đơn vị của bạn á, tại đơn vị Trà Vinh á, là bạn sẽ phải đạt được là cái doanh thu trung bình hàng tháng là bao nhiêu, đúng không ạ? Cho nên ở đây á, muốn chia sẻ thêm là nếu như vậy thì cái công ty của mình á, cần phải có một cái đánh giá về mặt quy mô của thị trường á, ha, về mặt quy mô thị trường cũng như là cái số lượng dự kiến mà tiêu thụ sữa của tại cái địa bàn. Thứ nhất là tại vì mình đang là nói đơn vị mỗi một tỉnh mà, đúng không ạ? Một tỉnh thì được một cái đơn vị là giống như là độc quyền phân phối sữa Vinamilk thôi. Thì nếu mà đơn vị một tỉnh như vậy á, thì bạn sẽ phải đánh giá được cái quy mô thị trường, phân tích được cái số lượng tự nhiên là cái tiêu thụ sữa của mình tại tại địa bàn, tại vì có rất nhiều loại sữa. Bây giờ cái số lượng tự nhiên là cái thị trường á, để nó dành cho cái Vinamilk của chúng ta là hiện tại chúng ta chiếm được bao nhiêu phần trăm. Và sắp tới thì khi mà các bạn ra đời là một cái nhà phân phối sữa như vậy á, thì các bạn có thể đẩy lên được bao nhiêu phần trăm. Ngoài ví dụ có thể là bây giờ bên Vinamilk quy định cho các bạn doanh thu là một con số A nào đó, nhưng mà bây giờ bạn phải có một cái kế hoạch gần như là bạn sẽ tăng được hơn con số A này để bạn còn có được cái, nếu không muốn nói là được cái thêm một cái khoản hoa hồng nào đó, đúng không? Cho nên ở đây thì tôi muốn chia sẻ thêm với các bạn là các bạn cần có thêm cái phần mà cần có cái phần đánh giá về cái quy mô thị trường, cái số lượng khả năng có thể tiêu thụ hiện tại và trong tương lai với các độ tuổi, để rồi chúng ta có trên cơ sở là bởi vì có rất là nhiều loại, nhiều sản phẩm Vinamilk mà nhiều nhãn hiệu, thì ở đây các bạn sẽ tính bình quân ra coi nó chiếm coi như tỷ trọng bao nhiêu phần trăm, nó phải có một cái phân tích ở cái mức độ là tương đối là có đi khảo sát thị trường và coi như là thu thập tất cả những thông tin liên quan tại địa bàn Trà Vinh của mình. Thì dựa trên cơ sở đó thì chúng ta mới có cơ sở thuyết phục được rằng là thật sự là bạn đã đứng ra coi như là, nếu không nói là bạn đã tổ chức được một cái kênh phân phối cho toàn bộ cái địa bàn tỉnh Trà Vinh có sức thuyết phục so với những cái nhà phân phối khác. Thì lúc đó chúng ta mới có tin rằng là chúng ta mới có thể coi như là đứng ra là coi như là sữa Vinamilk, như là công ty sữa Vinamilk sẽ coi như là giao cái nhà phân phối sữa tại Trà Vinh cho bạn. Hương ạ, Thuận ạ. Được không ạ?
Bây giờ là xin chân thành cảm ơn cô á cô. Dạ, thì cô... tại hồi nãy em trong có đọc cái bản đánh giá, cái bản quy mô thị trường em có làm, nhưng mà em chỉ giới thiệu cái phần tài chính sao thôi. Dạ, em theo em cái khảo sát á cô, là tại địa bàn thị xã toàn tỉnh Trà Vinh á, là cái sữa Vinamilk này nó đang chiếm khoảng 80% rồi. Còn chỉ còn khoảng 20% là ở các cái vùng mà vùng sâu vùng xa người ta có chưa có được cái sử dụng nhiều, bởi vì cái do cái thu nhập người ta thấp và người dân á, dân quê á, coi sữa là không có cái cần thiết cho cái bữa ăn hàng ngày. Nhưng mà em thấy á, mà cái đời sống bây giờ thì cũng đã tương đối lắm rồi, nhưng mà cái tại cái thói quen thôi. Bởi vậy đối với cái sữa thì bây giờ ở vùng quê người ta cũng dành cho những cái trẻ em và người già cái tiêu chí là để cho con mình nó khỏe mạnh đó cô. Dạ, như vậy là cái còn có 2% này là 20% này là có thể là thị trường tương lai. Theo em khảo sát thì cái nhà phân phối hiện tại á chỉ có khoảng là 6 người là đi đi bán hàng thôi cô, mà không cũng như là bán là những cái tiệm, những cái ấy ở cái vùng huyện rồi với những cái vùng sâu em cũng có đi, là những cái vùng đó là người ta cũng như là nói chung là chưa chưa có mạnh lắm, cũng như chưa có đi về những cái vùng sâu nhiều lắm. Những cái cửa hàng nào mà lớn thôi. Bởi vậy đây là cái 20% này, theo em là 20% này em có thể là em tăng cái, nếu mà cái doanh thu em đạt em có lợi nhuận khoảng một vài tháng, em sẽ đẩy cái đưa tuyển thêm cái nhân viên bán hàng để mà vào cái thị trường tương lai này á cô. Tại vì hiện tại đó, hiện tại là ở tại tỉnh Trà Vinh của chúng ta đã có một cái nhà phân phối sữa độc quyền chưa? Sữa Vinamilk dạ, đã dạ, có chưa? Thì trước cái thông tin cũng như là em thấy như vậy cái nhà phân phối này cũng là không đó. Cái bản này là em tính là cái bản này là nếu qua nhà phân phối đó bỏ cái quyền phân phối, em sẽ khắc phục lại những cái gì mà cái nhà phân phối đó là có cái không có nhìn được cái thị trường tương lai này là cô. Đấy, chính vì lý do đó, ví dụ tôi, ví dụ như là cái ở Trà Vinh của chúng ta đó, hiện tại đã có một cái nhà phân phối sữa Vinamilk ABC nào đó, đúng không ạ? Và hiện tại cái nhà phân phối sữa này á, đã coi như là phân phối chiếm cái thị phần là 80%, đạt như là đạt chỉ tiêu mới chỉ có 80% thôi. Tôi ví dụ như thế, có nghĩa là còn lại 20% là chưa đạt chỉ tiêu. Thì coi như là bạn, giống như là bạn phân tích ở dưới góc độ về quy mô thị trường, đối coi như là về phân tích về khả năng cạnh tranh, thì để trên cơ sở đó thì bạn mới đưa ra rằng là vì sao cái nhà phân phối này chưa đạt được cái 20% này, đúng không ạ? Để rồi là bạn đưa ra được một cái kế hoạch kinh doanh thực sự có thuyết phục, để rồi có nghĩa là công ty sữa Vinamilk sẽ giao cái quyền phân phối cho công ty Thuận Hưng của mình, đúng không ạ? Thì mình cũng hy vọng rằng là ví dụ như là sắp tới mà khi mà mình có nhiều thời gian hơn thì bạn đọc thêm cái tài liệu bổ sung á, bài tài liệu đọc thêm mình sẽ gửi lại tài liệu tham khảo cho các bạn đọc đó, thì các bạn đọc thêm để trên cơ sở đó trong một tháng chúng ta sẽ coi như là đưa ra được một cái kế hoạch kinh doanh mà thực sự là các bạn rất quan tâm, và trên cơ sở đó chúng ta nhân đây là cũng là một cái cơ hội để mà chúng ta có thể là thu thập thêm thông tin, để rồi chúng ta vừa có một cái bài sử dụng nộp lên cho nhà trường cái môn học này, vừa là một cái cơ sở để chúng ta sau này chúng ta coi như là tiếp tục sẽ đi, có nghĩa là các bạn sẽ đầu tư cũng như là công sức của mình vào để chúng ta sẽ trở thành một cái nhà phân phối sữa Vinamilk tại địa bàn Trà Vinh của mình. Thì tôi cũng chúc cho bạn thành công. Cảm ơn cô. Rồi cảm ơn Thuận ha. Rồi cảm ơn Thuận. Nhóm Trà Vinh của chúng ta là vừa trình bày cái công ty phân phối sữa Vinamilk Thuận Hưng nè, là ở nhóm Trà Vinh của chúng ta mới vừa trình bày xong, và cái nhóm anh Hoàng và chị Hương ở Tiền Giang đã trình bày xong cái dự án về dừa Việt thế nào. Rồi nhóm của em đang trình bày, có nghĩa là gần như là Phương đúng không? Alo, tên của công ty của Phương, Phương đọc lại cho cô nghe cái tên công ty toàn bộ nè, tên công ty. Minh Hòa ơi. Dạ, cô, cái hồi nãy là nhóm Minh Hòa cho em là báo cáo về cái kế hoạch tài chính của công ty muối Ios Diên Hòa. Bây giờ nhờ nhóm Tiền Giang mình còn có nhóm nào trình bày nữa mà? Dạ em nghe cô ơi. Nhóm Tiền Giang còn có nhóm nào trình bày nữa không? Sáng nay mà. Dạ ngày hôm qua thì bên Tiền Giang có hai nhóm.
Đúng rồi. Hôm qua thì nhóm Tình Giang có trình bày một cái dự án về vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim. Xong thì hôm nay thì thấy cái dự án nó lớn quá nên là mình cũng không đủ thời gian để mình phân tích. Do đó thì nhóm quyết định sẽ đổi qua một cái dự án khác là mở quán ăn của thức ăn Thái ở tại Việt Nam. Thì sau đây có trưởng nhóm là anh Nguyễn Thành Thật trình bày cho cô cùng các bạn khác ở tỉnh khác nghe. Xin cảm ơn cô. Rồi, cảm ơn bạn. Hello. Tôi tên Thật, tôi sẽ cái đề đặt ý tưởng của mình ha. Sau đó sẽ có một cái chuyên gia phụ trách về tài chính sẽ đưa những cái thông số về tài chính sau. Thì qua một thời gian công tác ở nước ngoài khoảng chừng mười mấy năm ở Thái, tôi nhận thấy cái thị hiếu thức ăn của người Thái cũng rất hợp với người Việt Nam. Sau đó về Việt Nam thì tôi thấy người Thái qua công tác tại Việt Nam cũng nhiều, gia đình Thái cũng có nhiều, và người Việt Nam thích món ăn Thái cũng nhiều. Do đó tôi định mở một cái quán ăn chuyên về các đặc sản của Thái Lan. Thì hy vọng rằng các bạn ủng hộ cho cái đề án của tụi tôi, là đề án có thật, việc thật, người thật và đang diễn ra thật tại khu công nghiệp Mỹ Tho, Tiền Giang. Sau đây thì cái anh Phú, anh sẽ trình bày với các bạn về các cái số lượng, các chỉ tiêu trong kinh doanh. Xin lỗi với lại anh Thập chút xíu là cái quán ăn này đã xây dựng rồi đúng không? Hay là sắp tới mình định sẽ... Dạ chưa, tôi đang chuẩn bị đưa ra, chuẩn bị làm đó tôi. À rồi, hiểu rồi. Được, dạ. À, có nghĩa là mình sẽ đặt tại cái khu công nghiệp Mỹ Tho, Tiền Giang đúng không? Cái dạ, vị trí. Có địa chỉ. Rồi, tôi sẽ cung cấp cái địa chỉ, cái địa điểm ạ. Rồi, cảm ơn anh Thạch. Quy mô ạ. Dạ, dạ. Chào cô, chào rồi, các bạn. Rồi, chào tôi. Em tên, tôi tên là Quỳnh Trọng Phú. Xin trình bày tiếp cái phần ý tưởng của mình thành lập quán. Cái tên của quán được đặt tên là quán ăn Thái Thật. Chữ Thái Thật này là nó gắn liền chữ Thái thì là thức ăn bằng Thái, Thật là anh chủ quán đứng từ nhớ tên Thật. Về đầu tiên xin khái quát về cái quán ăn. Thứ nhất là về đánh giá thị trường thì Tiền Giang được xem là một địa phương rất năng động. Khu công nghiệp Mỹ Tho, Bình Đức được với hơn 100 hecta được lấp đầy. Đặc biệt là cầu Rạch Miễu đã được đưa vào sử dụng, kết nối với tỉnh bạn Bến Tre. Đây là một thị trường rất tiềm năng trong tương lai. Về phân tích đối thủ cạnh tranh thì hiện nay tại địa bàn Tiền Giang chưa có quán ăn, chưa có nhà hàng quán ăn nào để phục vụ các món ăn Thái, nên Tiền Giang được xem là một thị trường mới. Một điểm rất lợi thế so với các lợi thế nữa là các thành viên trong quán ăn Thật Thái này đều là những nhân viên đã làm công tác hoặc là sống rất nhiều năm ở Thái, nên có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng chế biến các món ăn Thái. Đây là một lợi thế rất lớn. Về nguồn vốn đầu tư thì tổng vốn đầu tư của quán ăn là 1 tỷ đồng, trong đó gồm có vốn góp của 5 người, mỗi một cổ phần mỗi người là góp 200 triệu đồng. Về kế hoạch marketing của quán ăn thì thứ nhất là xin trình bày các sản phẩm của quán ăn. Món thứ nhất là món tòng dăm, nguyên vật liệu chính gồm có cá biển, các hương vị chua ngọt, ăn cùng với rau bún. Món thứ hai là món phách tiết, nguyên liệu chính là thịt hoặc cá, rồi xào với ớt, sả, riềng, lá chanh non, vị là cay hơi ngọt. Món thứ ba là cây giàng thao biểu, giống như gà nướng mồi, dùng thay thế cho cơm, ăn với xôi và nếp. Món thứ tư là món phạch hỏi, nguyên liệu chính là sò điệp, sò lụa, xào ớt cái,
và quế với xào rau cái với lá quế. Hương vị hương vị chính của nó là cay nồng là cay nồng của mùi hớt cái và lá quế. Ngoài ra còn nhiều món ăn Thái khác và rất món ăn Thái khác. Nhà hàng sẽ phục vụ thêm các món nước uống như rượu bia theo yêu cầu của khách. Về phần vốn đầu tư thì 1 tỷ đồng. Trong đó thì mình chia ra là vốn cố định gồm có tiền thuê đất là 5 triệu đồng trên 1 tháng, 60 triệu trên 1 năm. Nhà hợp đồng thuê 10 năm. Nhà xưởng, bàn ghế vật dụng đầu tư là 100 triệu đồng. Vốn lưu động gồm có vốn nguyên vật liệu là dự chiếc tính là 420 triệu đồng trên một tháng. Ngoài ra còn các vốn khác như chi phí khác như là lương phục vụ 10 người và 10 triệu đồng mỗi người, 1 triệu đồng. Phụ bếp 2 người mỗi người 2 triệu đồng. Bếp trưởng 1 người 5 triệu đồng. Quản lý 1 người 4 triệu đồng. Bảo vệ 2 người 1 triệu 6. Tiền điện nước điện thoại là 2 triệu đồng. Thuế khoáng là 3 triệu đồng trên 1 tháng. Tiền quảng cáo, chi phí quảng cáo, tiếp thị marketing là 2 triệu đồng trên tháng. Tổng chi phí vốn đầu tư là 1 tháng là 556,6 triệu đồng. Dự kiến doanh thu bán là mỗi ngày là 40 bàn trên một ngày, 28 ngày trên một tháng và 500 ngàn trên một bàn. Thì doanh thu của một tháng là bình quân một tháng là 560 triệu đồng. Rồi doanh thu của các thức uống khác là 50 triệu đồng. Tổng doanh thu ước tính là 610 triệu đồng. Xin phân tích các giá trị bình quân. Giá trị bình quân hàng tháng một tháng là 610 triệu đồng. Chi phí hoạt động bình quân hàng tháng là 556,6 triệu đồng. Lãi ròng là 53,4 triệu đồng trên tháng. Về kế hoạch và phân tích các chỉ tiêu tài chính thì tỷ suất sinh lợi là doanh lợi là 8,75%. Tỷ suất sinh lợi trên vốn đầu tư là 5,34%, dòng quay vốn là 0,6 dòng. Dự kiến là sẽ hoàn vốn là trong 2 năm. Mình xin hết rồi. Rồi, cảm ơn anh Phú với anh Thật rất là nhiều. Có lẽ là anh Thật đúng là đã từng công tác và coi như là và ở tại cái Thái, cho nên hầu như là đưa ra những cái món ăn rất là đặc trưng và chúng ta có thể khai thác được coi như là ví dụ như là sử dụng được những cái nguyên vật liệu từ ngay ở mình để mà có thể là chế biến những cái món ăn Thái rất là ngon. Thì ở đây mình cũng muốn là trước khi mình chia sẻ thêm với nhóm thì mình đề nghị là nhóm các bạn còn lại của nhóm rồi nhóm Tiền Giang nè và nhóm Trà Vinh nè, chúng ta có ý kiến gì không ạ? Alo, cô có nghe Trà Vinh đúng không cô? Rồi bây giờ nghe rõ lắm. Dạ, cô cho em hỏi người mà trình bày cái bản lập kế hoạch kinh doanh rồi tên gì vậy cô? Anh Thật với anh Phú. Công ty nó là quán ăn Thái Thật. Thái là tượng trưng cái chữ Thái, là món ăn Thái đó. Thật là cái tên của anh đã từng công tác ở Thái cũng hơn 10 năm. Cho nên anh muốn về đây để đặt tại cái khu công nghiệp Mỹ Tho Tiền Giang đó nè. Mấy anh nó cũng đã đánh giá được cái quy mô của cái thị trường và cũng có phân tích, có nghĩa là đối thủ hầu như là cũng chưa có
một cái quán ăn nào chính thức gần như là cái đối thủ cạnh tranh trực tiếp với mình cả. Nhưng mà mình rõ ràng đây là mình có một cái giá trị cốt lõi rất là lớn, là anh Thật đã công tác ở tại Thái gần như là hơn 10 năm. Thì tôi cho rằng đây là một cái gần như là, tại vì đến nhiều quán ăn Thái mà nhà ăn Thái thì tất nhiên rằng là mình sẽ được thưởng thức những cái hương vị là coi như là đúng với lại cái thì đúng với lại cái hương vị của món ăn Thái từng món một. Thì ở đây anh Thật anh đã có kinh nghiệm coi như là nấu những cái món ăn này rồi, phải không ạ? Alo. Cô em ở bên Trà Vinh, em có một số câu hỏi dành cho anh Phú cô ơi. Rồi anh Phú với anh Thật nghe ha, rồi nhóm ta tập trung ha. Rồi dạ, anh Phú có nghe không anh Phú? Dạ nghe. Dạ anh Phú cho bằng hỏi số thông tin. Trước hết là anh Phú bán cái sản phẩm này cho ai? Thứ nhất là cái khách hàng của mình á, khách hàng trọng chủ khách hàng tiềm chủ yếu của mình á là những chuyên gia người Thái hiện đang công tác, những chuyên gia và gia đình người Thái hiện đang công tác và sinh sống tại địa bàn. Thứ hai là những người khách nước ngoài và đặc biệt là những người khách Việt Nam mà có thu nhập cao ở thành phố Mỹ Tho. Anh Phú có thống kê được cái số liệu người Thái sống tại Việt Nam là nhiêu không? Tôi bên Thật xin trả lời nha. Số liệu người Thái thống kê ở Việt Nam thì tôi không nắm được, tại vì mình cái quy mô mình là một cái quán ăn ở tại khu công nghiệp Mỹ Tho thuộc thành phố Mỹ Tho Tiền Giang, nhưng mà cái quy mô khu công nghiệp Mỹ Tho Tiền Giang là hơn 100 hecta, trong đó có khoảng chừng 60% là các công ty của vốn đầu tư Thái và có người Thái trực tiếp qua nắm giữ hoạt động. Rồi ngoài ra có gia đình của người Thái, rồi người Việt Nam và tất cả những người ở trong cái khu vực thành phố Mỹ Tho có cái thị hiếu của cái gì của món ăn Thái. Vậy là anh Thuật đã phân khúc thị trường là dành cho đối tượng có thu nhập cao, phải không? Không ạ, à. Gồm cả những người có cái sở thích, có thị hiếu gì món ăn Thái. Tại vì thực sự tôi bán món ăn này là cũng bình dân chứ không có cao lắm anh ạ. Cao lắm, cái quy mô tôi làm chỉ là cái quán ăn chứ không phải là cái nhà hàng. Tức là anh làm cái quy mô là tức là quán ăn có thể tất cả mọi người đều vào được, phải không? Dạ đúng rồi, tức là các món ăn của tôi có những cái món ăn có khoảng từ 50.000 cho tới 80.000 hoặc 120.000, tức là dưới cái túi tiền khoảng chừng 50.000 anh có thể thưởng thức một món ăn đặc thù cái hương vị của người Thái mà tại đất Việt Nam. Tôi có một số ý kiến mà anh Thái thử tham khảo có được không nha. Thứ nhất, nếu tôi là một người nước ngoài, tôi là một người Thái, tôi qua bên Việt Nam thì không, tôi nghĩ rằng tôi không bao giờ ăn món Thái, bởi vì tôi có cơ hội đi nước ngoài là tôi không bao giờ tôi quay lại tôi ăn những cái sản phẩm của tôi nữa, mà tôi phải đi tìm những cái hương vị gọi là la của lạ để tôi thưởng thức cái hương vị của quê hương bạn. Thứ hai, xin giải thích từng câu hỏi về nhiều quá, xin giải thích không kịp anh ạ. Cái đặc thù cái sinh lý của người anh ạ. Như bản thân tôi qua Thái 17 năm, nhưng mà tôi không thể nào quên được cái món ăn cha mẹ đẻ của mình. Cũng như người Thái, họ có thể họ thích ăn Việt Nam trong một vài buổi đầu, họ có thể họ thử, nhưng mà sau đó họ sẽ nhớ quê nhà, nhớ từng cái hương vị, thậm chí Việt Nam vẫn còn nhớ được cái món cá kho tổ như vậy. Và cái thị hiếu của cái thị trường Việt Nam, cái tuổi nghiên cứu thì hầu như người Việt Nam đều thích các món ăn Thái ở đây tại thị trường Mỹ Tho thời gian này. Tức là sau trước khi tôi thành lập quán thì tôi như là đã có đủ anh em bạn bè giao lưu và nghiên cứu làm những một dạng món ăn Thái, thì tất cả các người trong tham khảo kiếm đều đồng lòng, thậm chí tỷ lệ tới 90%. Anh rồi thì tôi đồng ý với ý kiến của anh, tức là tôi chỉ phân tích cho từng cái ngữ cảnh đó thôi. Còn và thứ hai á, là anh Thái nghĩ đi, tại sao Việt Nam được gọi là một quốc gia ẩm thực? Việt Nam á, được công nhận là một trong những quốc gia ẩm thực, nhưng mà quốc gia chúng ta không có đi theo quốc gia ẩm thực. Ở Việt Nam có những món ăn mà rất phong phú và nói chung là rất ngon. Mà theo như tôi đã từng đi á, tôi ăn món Thái thì tôi thấy giữa canh canh giữa cái món Thái và cái hương vị của mình á, dành cho cái món Thái là mình thấy
nó không bằng cái hương vị của cái món ăn Việt Nam được. Thì anh Phú anh thử phân tích xem là cái liệu người ta quay tới một lần ăn rồi người ta sẽ quay lại bao nhiêu lần nữa đối với cái món ăn này. Tôi không có đánh giá về tài chính, bởi vì tài chính là do anh hoạch ra và đó là anh được thu thập trên số liệu của thị trường. Chúng ta đây là chỉ biết là chúng ta sản xuất cho ai và bán cho ai. Nếu như anh Phú mà sản xuất, em nghĩ là mới món ăn đó mà với quy mô đầu tư á, anh đầu tư anh cho tất cả mọi người vô ăn đó, thì em nghĩ rằng cái này anh nên xem kỹ lại. Bởi vì quán ăn là nó phân khúc thị trường hết. Có những người ham rẻ người ta vô quán rẻ ta ăn, có những người á người ta sẵn sàng bỏ tiền người ta ăn món ngon, thì khi mà người ta những cái giá trị đồng tiền đó người ta sẽ tìm những cái quán nào để nó phù hợp với mình. Chứ không phải là ai cũng, nhiều khi người ta có tiền nhưng mà người ta chưa chắc đã vô quán đó là ăn. Tức là mình phải đánh giá được là mình phải bán cái sản phẩm nó nhằm vào cái đối tượng nào là chính. Chứ mình không thể, cái sản phẩm đó mình không thể bán cho bất cứ người nào được đó. Và thứ hai là cái liệu rằng cái chi phí á, so với cái thu nhập là nó có quá cao hay không thôi. Tôi chỉ có nghĩ rằng hai điều đó là nó quyết định cái sự thành bại của một cái dự án nào đó. Tôi chỉ đóng góp với nhiều ý kiến thôi. Rồi tôi xin giải thích cái ý nghĩ cái câu hỏi của anh Hải ha. Tức là trước khi tụi tôi có cái dự định này, tụi tôi có đi nghiên cứu một số cái địa điểm khác, các khu vực khác giống như thành phố. Hiện thời là các cái quán ăn Thái ở tại đường không phải cái đường 12 đến cửa Sở Thú ở Sài Gòn đó. À, là đang có cái quán ăn đó là Thái Ấn, là bán rất là đắt nha. Rồi một vài cái quán ở ngay đường Lê Lợi, phố Hồ Chí Minh cũng của Thái, cái hương vị nó khác. Thành ra cái sở thích của người Việt Nam cũng đã chạy theo thị hiếu người Việt Nam được rồi đó. Rồi hiện thời ở tại Tiền Giang thì tôi thấy thị hiếu người dùng rất thích, nhưng mà chưa có một cái quán nào mở tại Tiền Giang. Đặc biệt là những người Thái, đa số là những người Thái, những người đã ở Thái về, người ta đều có cái nhu cầu, cái đòi hỏi, cái đề nghị là tại sao không có một cái địa điểm nào để cho người Thái sống trong cái khung cảnh của người Thái. Nhưng người ta nhớ những quê hương của người ta sau bao tháng người ta xa cách. Có thể một năm ta nhìn thấy được một lần hoặc hai lần. Thì mình phải đánh vào cái thiểu người ta, đánh vào cái tâm tư người ta, và thậm chí đánh vào túi tiền người ta. Nhưng mà thiệt sự mà nói thì cái món ăn của tôi rất bình dân anh ạ. Món khách chỉ có 50 ngàn thôi, tức là bình dân mình cũng có thể ăn được, không những là người Thái đâu ạ. 50 ngàn mình có thể ăn được món đó rồi. Còn món cao nhất chỉ khoảng là 120 ngàn một món thôi, thì mình cũng vẫn có khả năng. Thậm chí những món khác ở những nhà hàng khác có những món cao hơn nữa kìa, nhưng mà mình ăn vẫn được. Đó là nói về tài chính. Còn về cái anh nói món quốc hồn quốc tiếng của Việt Nam, đúng, Việt Nam mình là cái nước cũng có tiếng về ngành ẩm thực, nhưng mà mình không cứ ro mình giữ mãi cái ẩm thực của mình được. Mình phải mở rộng vòng tay đón những món hàng, món ăn nước ngoài vào. Có thể một vài năm sau đó mình sẽ hòa trộn giữa cái hương vị Thái và hương vị Việt, và thành một món ăn nào đó khác hơn thì sao. Mà hiện thời giờ trước mắt là tôi thấy là cái những người Việt Nam có cái thị hiếu thích dùng món Thái, đặc sản Thái rất là nhiều, và tôi hy vọng là với cái đề án của tôi, dự án của tụi tôi làm sẽ thành công. Xin nhờ anh ủng hộ, cảm ơn. Rồi, cảm ơn cái ý kiến rất là coi như là quý báu của anh Bằng với lại anh Thật. Thì bây giờ như vậy, đối với lại cái dự án kinh doanh, kế hoạch kinh doanh của anh Thật á, thì mình cũng chia sẻ thêm cái ý tưởng kinh doanh cũng như là cái kế hoạch kinh doanh của anh Thật cũng như là cái nhóm Thái Thật của mình á. Thì như thế này nè, thật ra là mình cũng đã ở Thái cũng hơn một năm rưỡi, là mình có dịp mình ở ngay cái viện công nghệ châu Á Thái Lan đó anh Thật ạ. Nó là cái Batumtani mà, thì thật ra là mình cũng có thể chia sẻ được những cái suy nghĩ của anh Thật như vậy nè. Thực ra nếu mà có thể được chúng ta đặt ngay ở cái địa bàn của cái trong cái khu công nghiệp Mỹ Tho, Tiền Giang thì theo tôi cũng khá hợp lý. Ở đây cũng muốn chia sẻ thêm chút là có nghĩa là ta đánh giá được cái quy mô thị trường ở chỗ là ví dụ như là 60% mà các công ty Thái mà đặt tại trong khu công nghiệp thì đó là một cái thị trường theo tôi cũng là rất là lớn đó. Thì rõ ràng về mặt tâm lý á, thì cũng chia sẻ thêm với anh Bằng vậy nè. Thực ra là các món ăn Thái, những người Thái ấy, họ rất là thích cái ăn lại, giống như là ăn lại những cái món ăn của mình. Thì tất nhiên là món ăn Việt Nam thì nó cũng gần gần, và có một số món cũng rất là ngon.
Nhưng mà ví dụ như là nếu mà mình ở ngay tại địa bàn của Mỹ Tho mình mà mình có được cái món, có được một cái quán ăn hoặc là cái nhà hàng hoặc là một cái nhà, một quán ăn mà mình tạo ra một cái không gian coi như là họ giống như họ được sống ở tại Thái vậy đó, thì tôi vẫn cho rằng rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Nhưng mà ở đây thì thực ra là ngay cả người Việt của mình là các thầy, các giáo sư ở ngay tại trong cái Viện Công nghệ Châu Á Thái Lan á, thì các thầy cô ngay cả bọn mình khi sang học là gần như là bọn mình nó tự chế biến lại cái món ăn là kết hợp giữa Thái và Việt Nam, đặc biệt là món lẩu tôm dùm cung chẳng hạn. Thì ở đây tại vì cái Thái thì đặc biệt là họ ăn rất là cay và cái gì cũng có đường, đường cũng rất là nhiều, cho nên ở đây ví dụ như là mình khi mà mình coi như là mình đưa ra một cái mình xây dựng một cái kế hoạch kinh doanh mà mình phục vụ, thứ nhất là cái phân khúc của mình là dành cho cái đối tượng những cái người mà làm việc người Thái mà làm việc tại Việt Nam, kể cả những người Việt Nam nhưng mà lại có nghĩa là có thể một tháng một lần hay là hai một tháng hai lần gì đó, người ta thích cái ăn những cái món ăn Thái thì người ta vẫn có thể đến để mà người ta thưởng thức những cái món ăn tại cái nhà hàng của mình, tại cái quán ăn của mình. Thì tôi cho rằng với cái giá thì thực sự là tại vì ngay cả các món ăn Thái cũng có những món ăn rất là đơn giản, chẳng hạn như gỏi Thái hoặc là có một số món cũng đơn giản, thì theo tôi cái giá nó cũng không đến nỗi rằng là bản thân ngay cả người Việt mình cũng không có thể là mình trả nổi. Cho nên ở đây thì cũng muốn rằng là cái nhóm của mình đó, anh thật hả, mình sẽ thiết kế cái bản câu hỏi á để mình coi như là nghiên cứu cái coi như là có một cái nghiên cứu về mặt thị trường á, coi như là bao nhiêu coi như là cái người Việt mà có thể là sinh sống và ngay tại cái thành phố Mỹ Tho của mình á, ngay gần khu công nghiệp của mình á, người ta cái tần số để người ta đến cái nhà ăn của mình, coi như là đến ăn những cái món ăn Thái tại cái địa bàn của mình tần số là bao nhiêu lần vào một tuần, và ví dụ như với cái mức giá như thế nào á thì họ có thể sẵn sàng để họ trả cho cái một cái buổi đi ăn như vậy, vân vân. Thì để trên cái cơ sở đó thì chúng ta có thể mà có được một cái bức tranh về cái thị trường nó tương đối nó rõ hơn, để rồi mình đưa ra được những cái con số có nghĩa là về mặt dự báo tài chính nó xác thực hơn hả. Thì mình nghĩ rằng là bây giờ bản thân là bên mình thì tôi cho rằng cái về mặt ý tưởng như thế là chúng ta đã có ý tưởng tốt, và cũng như chúng ta đã có được cái cơ hội kinh doanh rất tốt ở chỗ là bởi vì cái khu công nghiệp Mỹ Tho mình á, là nó là gần như 60% là các công ty Thái, và chỉ có cái phần là chúng ta đánh giá thêm về mặt quy mô thị trường, phân tích thêm để rồi cái tốc độ cũng như là cái tỷ suất rủi ro của dự án cộng với lợi cái chúng ta sẽ có những cái mặt nghiên cứu thị trường, thiết kế những cái bản câu hỏi để chúng ta có những cái bức tranh nó xác thực hơn để trước khi chúng ta vận hành cái nhà ăn mình thôi. Ừ, thì mình cũng có một số ý kiến để mình chia sẻ thêm với nhóm mà, và cũng như có số ý kiến chia sẻ thêm cái trăn trở của anh Bằng, thì tại vì nói chung đứng cái góc độ nào đó thì anh Bằng nghĩ rằng là nó cũng e rằng là cái người Việt Nam mình á, thì thực ra là người Việt Nam mình cũng một số có nghĩa là cũng rất là thích cái món ăn Thái, nhưng mà cái hương vị cay ấy nó sẽ bớt hơn, bớt đi một chút, ví dụ vậy. Thì lúc đó thì có thể là bên cái góc đứng góc độ là nhà ăn của mình á, cái quán ăn của mình, chúng ta sẽ nghiên cứu cái tâm lý coi như là thích ăn món ăn với cái hương vị như thế nào, hương vị Thái nhưng mà cái độ cay như thế nào đó, để trên cơ sở đó chúng ta có cái phục vụ cũng như là theo cái thị hiếu của cái phân khúc mà mình đã định. Thì tôi xin hết ạ. Thì ở đây nhóm chúng ta có nghe rõ không ạ? Tuyệt nhiên cảm ơn cô ạ. Rất cảm ơn cái ý kiến đóng góp của cô. Tụi tôi sẽ tiến hành tham khảo thị trường thêm, tiếp tục nghiên thêm. Cảm ơn ý kiến của cô nhiều ạ. Nếu qua có dịp mời cô về, tôi sẽ tiến hành cái dự án là thực tế đó cô ạ. Dạ, tại vì lúc trước đây anh thật biết không, là tại vì mình có để coi cái anh trưởng ban quản lý khu công nghiệp Mỹ Tho Tiền Giang này á, là lúc trước là mình cũng có một cái, có nghĩa là anh cũng có
tôi cũng có cái làm việc với anh á, thì anh là một cái người quản lý cũng rất là, tôi cho rằng là cũng có cái tầm nhìn mà cũng rất là năng động và giỏi á, thì tôi nghĩ rằng là nếu có thể những lúc anh chia sẻ thêm với lại anh tổng giám đốc của cái khu công nghiệp mình á, thì anh sẽ có được một cái bức tranh về cái thị trường của mình nó rõ hơn ha, nó rõ hơn, và ngay cả cái anh tổng giám đốc mình anh đi cũng nhiều, và coi như là nếu mà chúng ta có càng nhiều thông tin và chắc lọc được á, thì chúng ta sẽ có cái cơ sở để chúng ta đưa ra cái quyết định cũng như là có một cái kế hoạch kinh doanh mình nó khả thi hơn đó anh Minh Thật. Thì tôi cho rằng cái ý tưởng này là tốt á, hay á. Rồi dạ, có dịp nào đó là sẽ, nếu mà anh coi như là Khánh Thành là nhất định là sẽ có dịp nào đó sẽ đến tham quan rồi có thể là chia sẻ thêm. Nha, dạ, rồi. Dạ, dạ, xin cảm ơn rồi. À, tôi với này cũng đã liên hệ với bên anh Hai Khải, giám đốc khu dự án của khu công nghiệp, rồi anh Trung Cường phó giám đốc phần dự án khu công nghiệp, thì cũng đã được anh đóng góp ý kiến, và tôi đã quyết định là hình thành dự án này và sẽ hoàn thành dự án này. Cảm ơn à, anh Trung Cường đấy, anh Trung Cường đấy, anh phó giám đốc anh Trường nếu về là anh Trường là phó đó. Đúng rồi, bây giờ anh nhắc tên nhớ là anh Trung Trường, đúng rồi. Thì anh Trung Trường ảnh rất là hay, có nghĩa là ảnh là vậy là anh Trường làm phó ban rồi đó. Thì ảnh đã cái lúc mà chia sẻ về cái khu công nghiệp mình á, hiện tại các công ty ra sao rồi về quản lý ra sao đó, thì mình cũng có biết sơ qua về cái khu công nghiệp Mỹ Tho Tiền Giang mình, thì tôi cũng chúc cho cái dự án của mình nó thành công ha. Coi như là buổi sáng hôm nay đó, thì mình lắng nghe được cái các kế hoạch kinh doanh của các bạn á, mặc dù là chỉ có mới 2:30 thôi, nhưng mà mình cũng đánh giá rất là cao cái nỗ lực của các anh chị đã coi như là có một cái sự thảo luận trong nhóm, cũng như từ cái ý tưởng kinh doanh của mình á, mà cho đến bây giờ thì mình cũng tương đối khá an tâm. Có nghĩa là bây giờ là các bạn về đó, các bạn sẽ đọc cái tài liệu, đọc thêm. Thì chắc có lẽ nay mai thôi, chút nữa là mình sẽ lưu lại cái địa chỉ email của ba đơn vị, và mình sẽ chuyển các tài liệu đọc thêm nữa, để khi nào các anh chị có thời gian đó, các anh chị sẽ đọc. Và các anh chị sẽ làm một cái bài tập là cái tiểu luận cuối khóa của mình đó, thì các anh chị sẽ xây dựng cái kế hoạch kinh doanh, giống như là từ những cái phần mà chúng ta đã trao đổi từ sáng hôm qua cho đến bây giờ. Rồi tôi sẽ gửi cho các anh chị, mới có một cái mẫu thôi, còn một mẫu nữa đó thì tôi sẽ chuyển thêm cho các anh chị vào nay mai thôi. Thì tôi sẽ lấy địa chỉ ba email và tôi sẽ chuyển ra lớp, rồi lớp tự động tải xuống, và chúng ta, và cái yêu cầu bài tập tôi xin khe gửi một cái bài yêu cầu của bài tập và tôi gửi cho các anh chị. Còn cái bài tập cá nhân á, hồi nãy có cái một cái anh thắc mắc á, thì như thế này nè, chung cái bài tập cá nhân á, thì tôi có một cái đề nghị như vậy để cho tiện á, là làm nếu được á, thì cái bài tập cá nhân á, thì các anh chị sẽ gửi lại hết vào trong một cái đĩa và chuyển trực tiếp về cho cái bộ phận quản lý chỗ anh Thông trên đây nè, rồi tôi sẽ nhận được các bài đó qua cái đĩa. Thì chứ nếu mà từng email nó sẽ rất là khó, thì tôi muốn nhận được cái bài tập cá nhân đó trong vòng cuối tháng 3 này nè, thì các anh chị gửi lại cho tôi cái bài tập cá nhân đó. Thì thực ra bài tập cá nhân đó cũng là cái nền để các anh chị làm cái bài tập tiểu luận cuối khóa thôi. Còn cái bài tập tiểu luận cuối khóa thì khi nào các anh chị có lịch thi á, lịch kiểm tra môn của chúng ta đó, thì chúng ta chỉ nộp cái tiểu luận là coi như xong. Và cái bài trình bày của nhóm nè với lại cái bài tập mà cá nhân á, thì tôi sẽ đánh giá là 30% số điểm. Nghĩa là nhóm các anh chị trình bày, chẳng hạn như nhóm chị Hương, anh Hoàng, anh Bằng, rồi anh Tịnh, rồi chị Phương, rồi anh Thật, anh Phú gì đấy, ví dụ vậy, thì tất cả các anh chị trình bày á, thì cũng đều ghi nhận đó là trình bày nhóm. Thì các anh chị khi các anh chị nộp bài, cái đó là bài nhóm, thì các anh chị trong nhóm thì các anh chị sẽ nộp lại cho tôi tất cả những các nhóm, danh sách nhóm nè, rồi bài tập nhóm thì gửi qua email của tôi, còn bài tập cá nhân thì gửi qua cái đĩa chuyển về cho bên anh Thông sẽ chuyển lại cho tôi. Và cái điểm cá nhân cộng với lại cái điểm của nhóm sẽ ra là 30%, và điểm 70% là cái điểm cuối khóa, là cái điểm tiểu luận cuối cùng của mình về chúng ta thực hành. Mà riêng tôi, như bản thân tôi hướng dẫn cái môn này thì tôi vẫn cho rằng là môn này thực sự cần thiết, bởi vì chúng ta học cái ngành quản trị kinh doanh mà chúng ta coi như khi mà chúng ta học xong môn này, chúng ta viết ra được một cái bản kế hoạch kinh doanh mà chúng ta có thể triển khai được những cái gì mà từ là một cái ý tưởng thôi, nhưng mà chúng ta triển khai được trên thực tế, cái dự án chúng ta sẽ thực sự khả thi.
thì thông qua đó thì rõ ràng là cái môn học này là thực sự rất là cần thiết cho các anh chị. Thì cũng tiếc rằng là một số các anh chị cũng chưa học được một số cái môn học đó, nhưng mà cũng không sao, thì chúng ta có thể đọc thêm cái tài liệu thêm thôi. Đấy nào, thì hôm nay thì tôi cũng chia sẻ thêm với các anh chị đứng dưới góc độ là tôi là cái nhà đầu tư. Tôi là cái nhà đầu tư vào các dự án của các anh chị, tôi là cái nhà đầu tư. Thì bây giờ các anh chị cũng sẽ rất là quan tâm tôi nhà đầu tư, người ta quan tâm đến cái gì? Để khi mà các anh chị viết ra được một kế hoạch kinh doanh, các anh chị sẽ phải đáp ứng được cái yêu cầu của cái nhà đầu tư để người ta đầu tư vào cái dự án của mình, đúng không ạ? Thì hôm nay đến bây giờ thì tôi sẽ tóm tắt lại một số điểm trọng yếu cho cái môn học của chúng ta. Thì bây giờ mình sẽ tóm tắt lại cái nội dung để cho trên cơ sở đó các bạn hình dung một cách rõ ràng hơn nữa về cái kế hoạch kinh doanh. Tôi lại đi về cái nói chung là về cái tại sao cái kế hoạch kinh doanh lại quan trọng. Bởi vì cái nhà quản lý mình phải hoạch định trước cái mọi phương án có thể trong cái quá trình kinh doanh của mình. Và nhà quản lý lập cái kế hoạch phát triển và lường trước mọi cái sự thay đổi. Cho nên khi mà các bạn nêu lên cái kế hoạch kinh doanh của mình á, thì gần như là chúng ta sẽ đưa ra lường trước như là dự đoán trước cái xu thế, cũng như là cái mọi cái sự thay đổi, để từ đó chúng ta thiết lập được cái mục tiêu nè và đề ra được cái thước đo đánh giá thực hiện đối với các mục tiêu, và chỉ ra được những cái gì mà dự án sẽ không thực hiện được, nghĩa là những dự án sẽ không thực hiện được và những cái gì mà dự án có thể thực hiện được. Và đó cũng là một cái luận cứ thuyết phục đối với các nhà đầu tư. Đấy, thì cái phần này tôi đã trình bày ngay từ ban đầu rồi. Và tôi sẽ bổ sung thêm cho các anh chị là những cái hạn chế thường gặp của một cái kế hoạch kinh doanh là như thế này nè. Là thứ nhất là mình nhấn mạnh vào phát triển những cái sản phẩm hoặc dịch vụ mới, nhưng mà không hiểu rằng là khách hàng người ta không sẵn sàng trả giá cần thiết cho doanh nghiệp để mình có lợi nhuận. Giống như ví dụ như nếu mà cái sản phẩm mới của mình, chẳng hạn như quán ăn Thái đi, chúng ta có những cái món ăn rất ngon, nhưng mà thực sự nếu mà chúng ta không lường trước là nhưng mà ví dụ cái giá mà chúng ta thiết kế là gần như là 100.000 một món ăn trở lên, chứ cơ ví dụ thế, mà chúng ta không có hiểu rằng là khách hàng người ta không có sẵn sàng để người ta trả cái giá đó thì là không được. Chính vì lý do đó thì cho nên anh Thật cũng đã nói chia sẻ là cái món ăn là từ 50.000 cho đến 120.000, và khi mà mình làm cái bản khảo sát thị trường á, là mình biết rất rõ rằng khách hàng người ta sẵn sàng người ta trả với cái giá đó. Giống như cái trái dừa hương vị dừa dứa, thì rõ ràng nếu mà bán mà với cái giá 15.000 thì ổn, nhưng mà nếu 20.000 thì chưa chắc đã có cái khách hàng người ta sẵn sàng người ta trả với cái giá đó. Thế nào, cho nên ở đây mình cũng chia sẻ thêm, và quá chủ quan không đánh giá những cái nhân tố khách quan ảnh hưởng đến cái sự thành công đấy. Cho nên trong cái quá trình thảo luận của chúng ta từ sáng hôm qua đến bây giờ là gần như chúng ta chia sẻ thực ra những cái đóng góp ý kiến, tất cả những ý kiến để mang tính cách là chia sẻ, để làm sao để khi chúng ta phân tích cái dự án của chúng ta nó mang tính khả thi cao hơn thôi. Thế nào, còn nếu mà có ý kiến nào đó phản biện thì chúng ta sẽ có những ý kiến là chúng ta đã nghiên cứu điều nghiên thị trường, chúng ta đã có những cái thông tin rất là xác thực rồi. Thế nào, và đưa ra những cái sản phẩm dịch vụ mới không dựa vào trên một cái lợi thế cạnh tranh nào. Như là chúng ta đưa ra sản phẩm mới nhưng mà chúng ta cái sản phẩm chúng ta nó không có lợi thế cạnh tranh, không được. Hoặc là cái ý tưởng kinh doanh chúng ta tốt nhưng nó không được cụ thể hóa thành các tiêu chí sản phẩm, thị trường và khách hàng. Cũng như là không thuyết phục được khả năng thu lại cái nguồn vốn đầu tư vì thiếu kỹ năng đánh giá tài chính. Đấy, cho nên đánh giá tài chính thế nào thì coi như là mình đã gửi cho các anh chị cái bản rồi. Thực sự là anh chị nào chúng ta có thời gian sắp tới chúng ta đọc tài liệu tham khảo nghiêm túc, và để trên cơ sở đó chúng ta đưa ra một cái kế hoạch kinh doanh mà chúng ta nhất định rằng là trong tương lai chúng ta sẽ thực thi cái kế hoạch mà mình đưa ra đó. Thế nào, và cái hạn chế thường gặp của một kế hoạch kinh doanh cũng là coi như là thiếu cái mục tiêu rõ ràng, và nó quá dàn trải, nó nhiều mục tiêu, đa mục tiêu, và chúng ta đánh giá sai cái chi phí đầu tư đang ngay từ ban đầu. Giống như coi như sáng nay cũng có bạn ý kiến cho rằng nếu mà vừa chúng ta đầu tư vào 200 triệu, mà nếu mà chúng ta mua những cái, có nghĩa là nếu mà chúng ta cùng hỗ trợ người nông dân thì được, nếu mà chúng ta mua là những cái khu vực để chúng ta trồng dừa dứa thì lại là một cái vấn đề khác nữa.
cho nên chúng ta tính lại cái hiệu quả kinh tế, cái hiệu quả đầu tư của cái dự án mình ra sao. À, và như thế này nè, giả sử như các anh chị bị, các anh chị có cái nguồn vốn hạn chế và chúng ta cần kêu gọi đầu tư, cũng như là chúng ta kêu gọi một cái quỹ hoặc là cái dự án chúng ta kêu gọi một cái quỹ đầu tư nào đó, cũng như là kêu gọi cái sự đầu tư của ngân hàng nào đó, thì chúng ta xem coi cái dự án của mình nó có phù hợp với cái chiến lược đầu tư của quỹ không, là như vậy. Có nghĩa là cái quỹ đầu tư đó, người ta có cái chiến lược phát triển cái quỹ đầu tư của người ta, người tư đó, thì chúng ta xem coi cái dự án của mình nè, cái mục tiêu của mình nè, cái mục tiêu của dự án mình nó có phù hợp với cái chiến lược đầu tư của cái quỹ không, là mình muốn giải thích cái từ đó. Và cái kế hoạch nó có chỉ rõ những cái giả định then chốt hay không? Tại vì khi mà các nhà đầu tư mà đánh giá một cái kế hoạch kinh doanh á, thường thường á, là người ta có nghĩa là cái kế hoạch của các bạn á, nó có chỉ ra những cái giả định then chốt không? Ví dụ như sự cạnh tranh, chi phí, chức năng sản phẩm, dịch vụ, giá bán và tỷ suất sinh lợi ha, cũng là có những cái giả định cần thiết. Các yêu cầu về đầu tư, về thời gian, về pháp luật, về môi trường kinh doanh, cũng như cái kế hoạch của mình á, có chỉ ra những cái rủi ro trọng yếu và những cái tiềm năng lớn hay không? Những cái rủi ro trọng yếu và những cái tiềm năng lớn. Và kế hoạch mình có cái khoảng thời gian xác định rõ ràng những cái cột mốc thời gian hay không? Đó nào. Và các tiêu chí đánh giá thành công và thất bại có cụ thể hay không? Ví dụ như khi mà mình những cái mốc thời gian quan trọng, ví dụ như là thời gian cụ thể để mình đánh giá lại cái giá trị về cái doanh nghiệp của mình, cũng như về cái tính khả thi của cái dự án của mình, thì mình sẽ có những cái cột mốc thời gian để mình đánh giá lại. À, rồi chiến lược hoàn vốn đầu tư khi đạt lợi nhuận mong muốn, hoặc là cái chiến lược rút lui khi có khả năng thất bại, thì mình phải xác định ngay từ đầu. Đó nào. Cho nên ở đây cũng chia sẻ thêm với các anh chị rằng là tùy theo, tại vì rõ ràng là chúng ta với cái thời gian chúng ta rất hạn chế, nghĩa là chúng ta chỉ có một tháng để chúng ta viết thôi, cho nên mà không phải chỉ mỗi viết cái kế hoạch kinh doanh, cho nên ở đây cũng chia sẻ rằng là chúng ta sẽ có một, có nghĩa là tùy theo cái thời gian, cái ngân sách về thời gian các anh chị, để các anh chị có thể đầu tư, và khi chúng ta viết chúng ta đảm bảo được một số cái nhân tố cũng như là một số cái nội dung cơ bản trong cái kế hoạch kinh doanh của mình. Thế nào? Và cái tính hiện thực của cái kế hoạch trong việc dự tính về những nguồn lực cần thiết các anh chị, thì tôi cũng đã chia sẻ rằng là chúng ta phải xác định được cái nguồn lực đầu vào của mình ha. Và chúng ta coi như là dự tính và những cái nguồn lực cần thiết về con người, về kiến thức, về kỹ năng, về tiền vốn, vân vân và vân vân. Thế nào? Cũng như cái bản kế hoạch của mình có chứng minh được rằng là cái dự án của mình á, một cách hiệu quả nhất bằng cách sử dụng cái nguồn tiền đầu tư. Ví dụ như rõ ràng quỹ đầu tư cho các anh chị, hoặc là chúng ta vay tiền ngân hàng, thì chúng ta phải chỉ ra rằng là mình sử dụng một cách có hiệu quả nhất để mình xoay vòng, cũng như là thì thời gian hoàn vốn nè, các bạn cũng phải tính ra. Thế nào? Cái phần này thì mình không nêu nữa, bởi vì mình đã chia sẻ với các bạn rất là rõ rồi. Trong cái phần phân tích thị trường đó thì như thế này nè. Trong cái phần phân tích thị trường thì các anh chị lưu ý là chúng ta cần xác định, phân tích được cái phần quy mô của thị trường, cái nhu cầu và cái sự tăng trưởng của thị trường. Giống như rằng là ví dụ như là sáng nay chị Thuận á, có nêu rằng là chúng ta sẽ xây dựng được một cái nhà, coi như một cái công ty phân phối sữa Vinamilk Thuận Hưng chẳng hạn. Thì nếu như vậy thì chúng ta phải đánh giá được cái lượng được cái thị trường nhu cầu hiện tại nè. Rồi cho cái tăng trưởng của thị trường mình sẽ chiếm được bao nhiêu phần trăm cái sữa Vinamilk chẳng hạn. Có nghĩa là chúng ta lượng hóa cái thị trường hiện tại tính có tính ổn định không? Và cái khả năng tăng trưởng có hay không? Cho nên khi mà chúng ta đánh giá về mặt thị trường và cái khả năng sinh lợi nè, và cạnh tranh, những cái đối thủ cạnh tranh hiện tại nè, đang kinh doanh có lãi hay là thua lỗ. Ví dụ như chị nói rằng là ví dụ như là có một cái công ty đang phân phối nhưng mà thực sự doanh số nó không cao. Là bởi vì những cái nhân tố, những lý do sau đó thì bạn có một cái phân tích để trên cơ sở đó, những cái đối thủ cạnh tranh của mình đó, đang kinh doanh lãi hay lỗ, và có đối thủ nào vượt trội không, mà hoặc là có đối thủ nào là tiềm năng, cũng nghĩa là tiềm năng cạnh tranh. Thế nào? Chu kỳ sản phẩm thì như thế nào nè, vấn đề về luật pháp nè đó. Ngày hôm qua thì một cái anh ở bên nói về muối iốt nè, đúng không ạ? Cái sự chính phủ can thiệp vào sự phát triển và cạnh tranh của sản phẩm hay không, thì chúng ta phải xem xét đến cái yếu tố này. Rồi các kênh phân phối nè, rồi cái tốc độ thay đổi công nghệ. Ví dụ như các bạn đầu tư vào cái một nhóm nó trình bày về cái
cái sản phẩm mà Sambi á, cái sản phẩm nước khoáng nước tinh khiết Hoàng Mỹ đấy, đó nè. Thì ở đây á, cái tốc độ thay đổi công nghệ nào được chấp nhận và cái tốc độ thay đổi ra sao thì chúng ta phải tính đến, đó nè. Cũng như những cái biến động của thị trường, cũng như là các nhà cung cấp họ có một cái tiếng nói như thế nào trên cái đàm phán, cũng như là mình có được một cái nhà cung cấp ổn định. Ví dụ như ngay cả cái dừa Thái Sơn đấy, ở Thái Sơn đấy thì cái dừa dứa mình á, thì những nhà cung cấp đó có thực sự ổn định không, để khi mà trong cái biến động của thị trường mà cái giá nó cũng không có biến động lắm, thì làm thế nào chúng ta có được cái nhà cung cấp thực sự là nó ổn định, nó nằm trong, thậm chí những nhà cung cấp đó lại là những nhà đầu tư vào cái dự án của mình, để cho chúng ta tạo được ra được một cái giá cả cạnh tranh trên thị trường, thế nào. Thì đó là những cái điểm mà thì để mà phân tích cái sự cạnh tranh á, thì các anh chị chúng ta cần phải trả lời những cái câu hỏi như sau, là ai là cái đối thủ cạnh tranh chính và họ chuyên cung cấp những cái sản phẩm gì, và thị phần, quy mô và thị trường sự tăng trưởng ra sao, có điểm mạnh và điểm yếu như thế nào, cũng như cái loại hình doanh nghiệp, cũng như là cái kinh doanh có lãi hay không, và cái cơ cấu tổ chức như thế nào, và chiến lược kinh doanh ra sao. Mình cần phải trả lời những cái câu hỏi này, thế nào. Cho nên khi mình đã có một cái lượng thông tin đầy đủ về các đối thủ cạnh tranh của mình á, thì trên cơ sở đó chúng ta mới có thể là định vị được là chúng ta đang bắt đầu ở như thế nào, và trong cái hướng tới chúng ta sẽ như thế nào, thì chúng ta sẽ phải có những cái thông tin gần như là xác thực, thì chúng ta mới đưa đến mình quyết định nó chính xác được. Nào. Rồi phân tích ở góc độ khách hàng đó, thì ví dụ như là nhóm của cái quán ăn Thái nè, thì khi mà chúng ta phân tích cái khách hàng đó là chúng ta điều tra khảo sát để chúng ta nhận biết cái nhu cầu của khách hàng chưa được đáp ứng. Rõ ràng là bây giờ là chuyên gia Thái sang Việt Nam làm việc, sang cái khu công nghiệp Mỹ Tho, nhưng mà rõ ràng là làm coi như là những nhà chuyên gia cũng như là các gia đình đưa sang thì người ta rất là nhớ, muốn nhớ là cái không khí, những cái món ăn ở Thái, thì cái nhu cầu đó chưa được đáp ứng trong một cái phân đoạn thị trường như thế nào. Thì và chúng ta khi mà chúng ta khảo sát ấy, chúng ta coi cái giá cả thế nào nè, cái động lực, cái động cơ thúc đẩy mua bán như thế nào, và cái phí liên quan đến quyết định mua đổi sản phẩm dịch vụ như thế nào. Dù thay vì bây giờ á, người ta bỏ ra một cái số tiền để người ta mua cái sản phẩm và dịch vụ như vậy, thì bây giờ những cái chi phí liên quan đến cái việc thay đổi quyết định và cũng như cái độ trung thành với cái sản phẩm nó như thế nào, thì trên cơ sở là chúng ta khảo sát như vậy để chúng ta có một cái bức tranh về cái đúng cái khách hàng, cái khách hàng mục tiêu của mình luôn, đúng không? Rồi cái phân tích nội bộ thì chia sẻ là trước khi mà chúng ta phân tích thì chúng ta phân tích nội bộ, và để chúng ta đưa ra điểm mạnh và điểm yếu của cái kế hoạch của mình á. Thì trong phân tích nội bộ thì chúng ta phân tích về cái cơ cấu tổ chức nè. Cơ cấu tổ chức là chia sẻ thông tin và công việc giữa các bộ phận ra sao, phải không? Chúng ta đánh giá những cái hoạt động ha, cũng như là ứng dụng cái quản lý, cũng như là cái năng lực công nghệ, cái thế mạnh chủ yếu của cái công ty mình là cái gì, cái thế mạnh của mình là cái gì. Giống như thế mạnh của cái công ty dừa dứa, dừa Việt chẳng hạn, thì thế mạnh của mình là mình đã tạo ra được cái nguồn dừa dứa ổn định, có chất lượng, có hương thơm từ tự nhiên, vân vân. Thì đó là cái thế mạnh chủ yếu, và chúng ta có được một cái đội ngũ là những con người được sinh ra và lớn lên ở cái vùng đất Tiền Giang, và chúng ta rất hiểu được cái dừa dứa, được hiểu được cái quy trình để mà chúng ta trồng ra một cái cây dừa dứa có hương thơm như thế nào. Bởi vì có nghĩa là đấy, đó là cái thế mạnh chủ yếu của chúng ta, thì chúng ta cần phải xác định rất là rõ. Rồi các nguồn lực về tài chính, cũng như rằng là bản thân mình có đủ hay là mình cần đến một cái nguồn quỹ để tài trợ cho, không phải tài trợ mà cái nguồn quỹ để chúng ta đầu tư vào cái dự án của mình hay không. Rồi chi phí cơ hội này, rồi các hoạt động tài chính ra sao, thì các bạn cần có một cái sự phân tích về nội bộ dựa trên những cái phần mà mình vừa chia sẻ đó. Thì định hướng chiến lược, sau đó mình định hướng chiến lược, đầu tiên là mình phải đánh giá được cái điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ, như là chúng ta phân tích cái SWOT á, thấy không? Và chúng ta đánh giá cái yếu tố trọng yếu nào nó hỗ trợ cho cái mục tiêu mình đề ra, giúp cho mình thực hiện được, cũng như là làm cản trở cái mục tiêu. Và trên cơ sở đó, những cái điểm mạnh, điểm yếu, nguy cơ, đe dọa, thì chúng ta tìm ra được những cái giải pháp
định hướng giải pháp để chúng ta thực hiện cái mục tiêu chúng ta đưa ra. Thế nào? Còn cái phần dự báo tài chính này tôi đã nêu trong cái phần trong cái tài liệu bổ sung cũng như là trong cái tài liệu mà tôi đã gửi cho các anh chị. Và chúng ta cần có những cái giả định nè về cái liên quan đến cái tỷ suất của thị trường, lạm phát, thị phần, tăng trưởng doanh thu, cửa sổ sản phẩm, chi phí Andy vân vân. Thì chi phí hoạt động thì chúng ta cần có những cái giả định khi mà chúng ta viết cái kế hoạch đầu tư của mình. Thì cho nên cái phần này thì tôi đề nghị là tôi đã gửi trong cái phần đọc thêm á, cái phần tài liệu tham khảo á, để anh chị là chúng ta có thời gian để chúng ta đọc và chúng ta làm cái tự luận nó tốt hơn. Thì như thế này nè các anh chị ạ. Thì cũng chia sẻ với tất cả các anh chị đây rằng là cái môn của chúng ta đó là cái môn lập kế hoạch kinh doanh. Cho nên khi mà các anh chị học xong cái môn học này á, là gần như là các anh chị sẽ hiểu được những cái nguyên tắc nền tảng để viết ra được một cái kế hoạch kinh doanh, cũng như các anh chị xây dựng được một cái kế hoạch kinh doanh từ cái ý tưởng kinh doanh của mình. Cho nên giờ tôi sẽ lặp lại ba cái yêu cầu chính. Thì yêu cầu thứ nhất á, là các anh chị á, viết ra một cái bản tuyên bố nhiệm vụ. Mỗi một cá nhân sẽ viết ra một cái bản tuyên bố nhiệm vụ thì theo tôi là tối đa chỉ 2 trang thôi. Mà coi như là nhân học lúc mà học môn này thì đây cũng là một cái cơ hội để các anh chị có thời gian, các anh chị đầu tư, các anh chị thu thập thêm thông tin, khảo sát thêm thị trường để chúng ta có thể xây dựng cho mình một cái kế hoạch kinh doanh năng động, khả thi, mang tính chất khả thi cao. Thì cái bài giảng của chúng ta đến đây là kết thúc. Thì tôi cảm ơn tất cả các anh chị đã chia sẻ về những cái dự án của mình trong 3 buổi học ở đây. Thế anh chị có gì chia sẻ hay thắc mắc không ạ? Tôi cũng nhân đây tôi cũng chúc cho các anh chị là sức khỏe, và sức khỏe là quan trọng nhất rồi. Các anh chị sẽ thực hiện được những cái hoài bão, những cái ước mơ, những cái khát vọng, mà đặc biệt là cụ thể là sẽ thực hiện được một cái kế hoạch kinh doanh mà mình ấp ủ. Tôi xin hết ạ.